Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Shalom, shalom, shalom. Quay qua người cái bên vỗ vai nói tôi đang tỉnh thức đây. Rồi vỗ vai họ, anh có ngủ không? Hallelujah, cảm ơn Chúa. Nào, buổi chiều nay sẽ là rất là đặc biệt về bởi vì chúng ta sẽ nghe một số phần, sau đó chúng ta sẽ thực hành ân tứ tiên tri. Và tôi sẽ cho chúng ta cái dịp để chúng ta thực hành. Amen. Quay vào cái người kia bên đó, tôi sắp sửa nói tiên tri đó, chuẩn bị nghe nha. Ok, xin chúng ta qua bài số 10. Tôi sẽ không chia sẻ hết, bởi tôi chỉ chia sẻ những gì Chúa cảm động lòng tôi thôi. Còn những gì chúng ta muốn học để nghiên cứu kỹ thì quý vị cứ lên trên YouTube, rồi quý vị kiếm một sư Trù Bề Phong, rồi có một ân tứ tiên tri, quý vị tham gia vô, quý vị nghe từng loạt bài, và quý vị đã có tài liệu sẵn rồi thì quý vị thể nghe và nghiên cứu thêm. Nào, chúng ta đọc chung câu Tôi Dứt đoạn 14 câu 12 nha. Anh chị em cũng vậy, vì anh chị em khao khát tìm kiếm các linh ân, hãy hết sức tìm kiếm để xây dựng hội thánh. Đọc lần nữa. Anh chị em cũng vậy, vì anh chị em khao khát tìm kiếm các linh ân, thì hãy hết sức tìm kiếm để xây dựng hội thánh. Chúng ta để ý ở đây, tại đây không? Khi chúng ta khao khát tìm kiếm các linh ân, là ân tứ thánh linh, hãy hết sức tìm kiếm để xây dựng hội thánh. Các ân tứ thánh linh dùng để xây dựng hội thánh, riêng ân tứ tiên tri là ân tứ mà đặc biệt hơn hết, mà sứ đồ Phao-lô khuyến khích dân sự Chúa phải tìm kiếm khao khát để gây dựng. Nào, khi nói đến lời tiên tri, chúng ta phải hiểu để biết rằng có một cái khung thời gian của lời tiên tri, từ khi lời tiên tri nói cho đến khi cái lời tiên tri đó được hình thành. Nó có một cái khoảng thời gian, không có nghĩa là khi chúng ta nói lời tiên tri đó thì nó sẽ xảy ra lập tức. Vâng, sẽ có lúc nó xảy ra lập tức, nhưng mà có những lúc nó cần một thời gian, tùy cái lời tiên tri đó là gì và Chúa có ý định gì cho cái người nhận lời tiên tri. Cho nên có những lời tiên tri sẽ xảy ra rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng một thời gian ngắn là xảy ra, nhưng mà có những lời tiên tri nó cần một thời gian 20-30 năm để hình thành. Đó. Mục sư Bill Bright là ông có một khái tượng là sẽ có một cái là một cuộn video và cái cuộn video đó được phát khắp nơi trên thế giới, và ông ước mơ điều này, nhưng mà khoảng, nếu tôi nhớ không lầm, khoảng 25 năm sau khi mục sư Bill Bright ông ta cầu nguyện với Chúa, thì khoảng 25 năm sau thì ông bắt đầu cái cuộn phim của ông, đó là Cuộc Đời Chúa Giêsu. Và khi ông bắt đầu cuộc đời của Chúa, phim Cuộc Đời Chúa Giêsu mà chúng ta ai nấy đều biết đó, thì khoảng một thời gian sau bắt đầu gia tăng nhiều ngôn ngữ, và ngày hôm nay cái cuộc phim đó được kể là cuộc phim được được nhiều người xem nhất, được in ra nhiều ngôn ngữ nhất, và lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Cho nên cái lời tiên tri của Chúa nói, nhưng mà nó cần thời gian để nó được xảy ra. Những lời tiên tri nói về tôi và tới nay khoảng 20 mấy năm sau tôi mới thấy xuất hiện. Cho nên cái lời tiên tri nó cần một khung thời gian, và do đó chúng ta cần phải nhẫn nại, cần phải chờ đợi, cần phải cầu nguyện cho lời tiên tri đó cho đến khi nó được hình thành. Amen. Cho nên Chúa không bao giờ quá sớm, mà Chúa cũng không bao giờ quá trễ. Vỗ vai người bên, Chúa không tới sớm mà Chúa cũng không tới trễ, Chúa đến đúng lúc. Cho nên khi mà chúng ta nói đến lời tiên tri đó, chúng ta phải, những lúc chúng ta phải tuân thủ những cái điều mà Chúa kêu chúng ta. Lắm khi Chúa đến tới giờ mà 89, phút 89. Chúng biết phút 89 là phút gì không? Phút đá banh đó. Mấy ông thì chắc đành hơn, con nữ thì không đành lắm. Phút đá banh, tới phút 89 đó, thì cái cú đá mới vô, là cú đá mới thắng.
Cho nên lắm khi Chúa đến lúc sát tới nơi, và những ai thiếu đức tin, những ai không nhẫn nại, những ai không chịu đựng được, người đã mất phần. Điển hình giống như là vua Saul khi tiên tri Samuel nói rằng hãy chờ đợi ông 7 ngày, khi Samuel đến nơi và dân của lễ rồi hãy ra đánh trận. Nhưng mà vua Saul thấy quân Phi Tinh đến tấn công, và lòng dân sự Chúa thì bắt đầu tan rã và không còn chờ đợi, thấy quân Phi Tinh tới rồi bây giờ mà không có quân đội, chẳng có chuẩn bị sẵn sàng gì cả. Cho nên ông ta nản lòng và ông ta tự mình dâng của lễ, mà công việc đó chỉ có thầy tế lễ mới được làm thôi. Và do đó khi mà Samuel đến nói, nó Chúa bỏ vua. Chúng ta phải hiểu rằng Chúa sẽ thử đức tin chúng ta cho đến phút rất 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 là chót. Quay qua người cái bên, chờ đến phút rất 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 chót. Phép lạ sẽ xảy ra vào phút rất 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 chót. Amen. Cho nên đừng để vào những sai phạm này. Ngay cả Abraham, mặc dù Chúa hứa cho ông cũng là tổ phụ đức tin của chúng ta nữa, nhưng mà ông ta chờ không nổi, mà cái người xúi ông ta không ai khác hơn là bà vợ của mình. Mấy ông quay qua người kế bên đó, coi chừng vợ anh đó nha. Tôi nghĩ mấy bà này sao không xúi với ông kiểu giống như Abraham xúi đâu. Cho nên nhẫn nại. Bởi vì cái điều gì mà từ nơi Chúa luôn luôn có một cái giá để trả, và cái giá đó là phải chờ đợi. Những ai quá nôn nóng, họ sanh ra xác thịt. Đó để giải thích cho chúng ta một điều khi mà chúng ta hiểu tiên tri thế này đó. Bất cứ điều gì sanh ra xác thịt nó đi rất là nhanh. Khi mà Abraham ở với bà Sarah ở ngoài không có con. Nhưng mà khi mà ở với Ara một đêm là xong. Icana ngủ với bà vợ sao đó, người bé sao đó. Bà cứ sanh con năm này hết đứa này, năm kia tới đứa kia. Còn với Anne đó, không có gì hết. Thấy không? Nhưng mà những gì mà sanh ra từ Đức Chúa Trời đó, thì cái đó là thuộc linh. Cho nên chúng ta sẽ thấy được Abraham với Sarah đó, thì dòng dõi được thừa tự là Isaac, không có ít mà hơn. Thấy chưa? Kinh Thánh cho biết là Chúa đóng dạ của Anne. Và Anne không sinh con. Khi mà Đức Chúa Trời không cho chúng ta điều gì, nghe kỹ nè. Đức Chúa Trời không cho chúng ta điều gì không có nghĩa là Ngài không cho, Ngài muốn chúng ta cầu nguyện thêm nữa. Khi mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, anh em cứ cầu nguyện đến lúc mà bà cầu nguyện mà không còn cái gì để cầu nguyện được nữa đó. Bị sỉ nhã, bị nhục nhã, bà cầu nguyện, bà khóc, bà cầu nguyện nó nổi người ta. Ông tiên tri Heli tưởng là bà say rượu đó. Thì lúc đó Samuel ra đời. Không ai trong chúng ta biết con của bà vợ kia, của ông Icana là gì. Bà vợ bé nó không ai biết con này, nhưng mà chúng ta ai nấy cùng đều biết Samuel cả. Một tiên tri vô cùng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa không trả lời cho chúng ta, lắm khi chúng ta cần phải ý thức rằng Đức Chúa Trời đang sắm sẵn một cái gì, một quà rất to dành sẵn cho mình. Amen. Quay qua cái bên, Chúa chậm nhưng mà quà to. Cho nên có một khung thời gian và chúng ta chờ đợi. Có những khi Chúa đến, khi mà Chúa nhậm lời chúng ta, Ngài đến cách rất đột ngột, cách rất bất ngờ. Có ai chúng ta thấy là Chúa 3 phút còn bất ngờ đâu, giơ tay lên giùm tôi rồi. Nào, giơ tay lên nè, thấy không? Giờ quý vị giơ quay lên nhìn quanh xung quanh coi, giơ tay mình, giơ tay lên, thấy Chúa 3 phút bất ngờ quay lên nhìn coi nè. Thấy chưa? Có nghĩa là Chúa làm việc bất ngờ đúng không? Hỏi nè, Chúa làm việc bất ngờ tại sao lo vậy? Chúa cho, Ngài không báo trước.
Khi Chúa cho chúng ta, Ngài không báo trước. Khi mà Ngài thăng tiến chúng ta, Ngài cũng không báo trước. Ngày này con sẽ có thứ, không có. Nhưng mà Chúa chỉ chờ đợi chúng ta đức tin, rồi tin cậy, rồi vâng lời, trung tín, vân vân. Tới lúc nào đó, bùng cái, sững sờ. Hỏi cái người kế bên thì sững sờ nhiều lần chưa? Cho nên khi mà Chúa chưa làm gì cho chúng ta, lúc đó Ngài muốn rèn thử chúng ta, Ngài muốn tập tành chúng ta, Ngài muốn thay đổi tâm tính chúng ta, Ngài muốn tỉa sửa đời sống chúng ta. Văn đoạn 15 là một đoạn thánh rất là tuyệt vời. Chúa Giêsu nói thế này: nhánh nào trong ta mà không kết quả thì ta sẽ chặt bỏ, nhưng nhánh nào ra quả thì ta sẽ tỉa sửa để có nhiều quả hơn. Ai muốn nhiều quả hơn giơ tay lên. Rồi về nhà Chúa tỉa sửa quý vị. Chúa luôn luôn tỉa sửa trước khi Ngài ban phước. Ai là người sợ tỉa sửa sẽ không thấy phước. Tại Chúa dùng cái sự tỉa sửa đó để mà chúng ta ra trái nhiều hơn. Nếu quý vị mà ở những quốc gia nước ngoài, quý vị thấy ai mà trồng nho để trồng nho đó, thì vào cái mùa mà họ chuẩn bị cho mùa nho mới, họ cắt hết, không còn một nhánh nào, chỉ còn cái nhánh chính thôi. Rồi khi bắt đầu nhánh chính họ xới đất, họ bón phân, bắt đầu ra thêm rồi đó, thì ra nhánh bắt đầu ra nhiều rồi đó, bắt đầu làm gì? Họ cắt bớt những chùm nho, không cho nhiều quá, để nó đủ để nuôi trái. Rồi khi một chùm nho nào to quá to và nhiều trái quá, họ cắt nhỏ lại những cái trái để chi có nhiều, có ít trái nhưng mà trái to. Quay qua bên, Chú thích tỉa sửa anh lắm. Cho nên nếu chúng ta là người hiểu được điều này, khi Chúa tỉa sửa là chúng ta biết rằng cái phước sắp tới rồi đó. Cái nâng cấp bắt đầu lên rồi đó. Chúng ta không có sợ. Nhưng mà người nào nghi ngờ, người nào đức không có đức tin, người nào không đầy dẫy Thánh Linh sẽ rất là sợ. Cho nên khi Chúa làm điều này, Ngài sẽ làm cách rất là bất ngờ. Cho nên trong khi chúng ta sẽ nói những lời tiên tri, có những ngôn ngữ lời tiên tri, thí dụ như Chúa nói là ta sẽ, hay là ngươi sẽ, chúng ta sẽ. Khi Chúa nói ta sẽ ban phước cho ngươi, có nghĩa là gì? Nghĩa là ta và ngươi. Chúa nói là ta ban, ta sẽ ban phước cho ngươi, không có nghĩa là chúng ta ngồi một chỗ Chúa ban phước cho chúng ta, nhưng mà có nghĩa là ta sẽ ban phước cho ngươi, là nếu mà ngươi cùng đồng công với ta, cùng làm việc với ta thì ta sẽ ban phước. Cho nên không nhiều người nói Chúa hứa Chúa sẽ ban phước cho tôi, chứ ngồi đó chờ. Không, chúng ta phải bước ra làm việc. Khi Chúa nói là Ngài ban phước cho công ăn việc làm của vị, có nghĩa là quý vị phải siêng năng hơn. Quý vị phải làm việc xuất sắc hơn. Ôi Chúa sẽ ban phước cho tôi không cần làm gì hết. Quay qua người mình, Chúa nói không làm thì không ăn. Không có chuyện tín đồ thụ động. Amen. Quay qua bên, không có chuyện tín đồ thụ động. Tại hội thánh này không có tín đồ thụ động. Cho nên Chúa sẽ hành động một cách siêu nhiên khi mà Chúa nói ta sẽ, nghĩa là chúng ta và Chúa cùng nhau làm. Khi mà Chúa nói ngay lập tức, Chúa sẽ làm điều này cho chúng ta ngay lập tức, thì khoảng 1 ngày đến 3 năm. Khi mà Chúa nói rất sớm thì 3 đến 10 năm. Khi mà Chúa nói là bây giờ ngày hôm nay thì khoảng 10 tới 40 năm. Khi Chúa nói là ta sẽ, có nghĩa là có một ngày nào đó nếu quý vị vâng lời. Cho nên lời tiên tri nó có hai mặt. Lời tiên tri không điều kiện, có nghĩa chúng ta không cần phải dù chúng ta có sai lầm đi nữa, Chúa vẫn làm cho chúng ta. Giống như Chúa hứa ban Chúa Giêsu cho chúng ta, thì dân Israel là chúng ta dù có chuyện gì chăng nữa, Chúa Giêsu vẫn được ban cho. Chúa hứa với David là Ngài sẽ ban cho dòng dõi ông lên ngôi vua đời đời, mặc dù dòng dõi ông không vâng lời Chúa, nhưng mà Chúa vẫn làm điều này. Cho nên lời tiên tri không điều kiện. Nhưng mà có một lời tiên tri khác là lời tiên tri có điều kiện. Hầu hết tất cả những lời tiên tri chúng ta nhận được đều có điều kiện. Điều có điều kiện là nếu chúng ta vâng lời, nếu chúng ta trung tín, nếu chúng ta sống ngay thẳng trong sạch, nếu chúng ta giữ đời sống mình xa khỏi những sự cám dỗ, thì lời tiên tri đó sẽ nhanh chóng thực hiện.
Dù Chúa hứa với chúng ta lời tiên tri có điều kiện, có nghĩa là dân Israel Chúa hứa cho họ vào đất hứa, dầu là Môi-se là một lãnh tụ vô cùng vĩ đại, nhưng mà không dẫn dân Israel vào đất hứa được, bởi vì họ lầm bầm, họ phàn nàn, họ oán trách, họ nổi loạn, họ tham ăn uống vân vân, cho nên họ không vào đất hứa được. Cho nên lời tiên tri không hình thành, không bởi vì Chúa không làm, nhưng mà bởi vì con người không sẵn sàng. Hãy nhớ điều này. Quý vị là những người rất được may mắn để nghe những sự việc như vậy. Thật đó. Có nhiều người cầu nguyện hoài mà không xảy ra, bởi vì không hiểu được Chúa có điều kiện. Chúa có điều kiện. Cho nên khi mà Chúa tuyên bố là phần thưởng cho người kính sợ Chúa và khiêm nhường là giàu có, tôn trọng và sự sống. Nếu chúng ta không kính sợ Chúa, nếu chúng ta không khiêm nhường, thì mấy kia không có. Chúa không bao giờ đi ngược lại lời của Ngài cả. Kinh Thánh cho biết rằng cái danh Chúa còn trỗi hơn, cái lời Chúa còn được trỗi hơn cái danh thân của Ngài. Amen ha. Cho nên dù chúng ta nhân danh Chúa sư bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng ta kiêng ăn bao nhiêu lần nữa, nhưng mà chúng ta không kiêm nhường, chúng ta không kính sợ Chúa, giàu có, tôn trọng, sự sống chẳng bao giờ đến. Cho nên trong tiên tri sẽ có nhiều thử thách. Chúng ta cần vâng phục Chúa, vâng phục những người lãnh đạo, vâng phục những nhà cầm quyền trên mình. Có những cái một số người họ quan niệm không có nhìn đúng về cái sự vâng phục thẩm quyền. Lắm khi Chúa dùng thẩm quyền để dạy cho chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa sai vua Nebuchadnezzar chinh phục dân Israel để dạy họ. Và Nebuchadnezzar được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà hội thánh Chúa chúng ta hiểu có những trật tự, có những thẩm quyền trên đời sống chúng ta, tôi nghĩ tôi sẽ gửi cho một sư quý vị có cuốn sách gọi là Thẩm Quyền Thuộc Linh để quý vị có thể học. Khi chúng ta muốn được thăng chức trên đời sống của mình, được thăng tiến trên đời sống mình, một trong những điều rất là quan trọng là phải có, đó là vâng phục. Đừng bao giờ chọn một cái người nổi loạn đặt cho họ một chức vụ nào. Nếu quý vị thấy một sư mà mình hầu với Chúa nhiều năm rồi đó, mà một sư không cho mình chỗ nào đứng hết trơn đó, coi lời có nổi loạn hay không. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đó, cái người mà bất hiếu cha mẹ, không hiếu thảo với cha mẹ đó, thì sẽ không được phước và sống lâu trên đất. Như vậy chọn một người nhân sự trong hội thánh mà không tôn trọng cha mẹ, không hiếu thảo với cha mẹ, thì chúng ta nghĩ là người đã làm gì thành công không? Không. Người đó không chết là may mắn lắm mà. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng là có những cái về thuộc linh chúng ta cần phải đào sâu trong lời Chúa để hiểu được những cái việc này. Cho nên chúng ta cần vâng phục mọi thẩm quyền được đặt ra. Chúng ta cần có trách nhiệm cao những gì Chúa giao cho mình. Nếu quý vị ngày hôm nay quý vị được Chúa khai phóng để nói lời tiên tri cho mình, thì trở về bắt đầu sử dụng cái ân tứ đó. Nếu quý vị được Chúa trao cho mình tiền, nếu Chúa trao cho quý vị ví dụ 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu, quý vị trung tín trong cái những gì Chúa cho mình, để rồi Chúa sẽ giao cho quý vị hàng tỷ. Nếu chúng ta không trung tín trong hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu, chúng ta đừng đòi hỏi Chúa đưa chúng ta đến hàng tỷ. Chúa không tiếc gì với chúng ta cả, nhưng mà Ngài không tin tưởng. Ngài không tin tưởng. Có hai thử thách trong cuộc đời của quý vị mà Chúa luôn luôn thử vị cho đến khi quý vị lìa khỏi đời này. Thử thách thứ nhất đó là còn tin ta không? Những hoạn nạn, những thử thách, những khó khăn, những biến cố xảy ra trên đời sống của quý vị, còn tin ta không? Còn tin rằng ta ở với con không? Còn tin rằng trong tất cả mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời không? Còn tin ta không? Còn tin ta không? Bất cứ chuyện gì xảy ra, mất mát tiền bạc, gia đình, đủ thứ, còn tin ta không? Còn tin ta không? Và cái thứ hai khó hơn,
con có thể làm cho ta tin con không? Nếu chúng ta không trung tín trong phần 10, chúng ta không trung tín những ân tứ Chúa ban cho chúng ta, âm nhạc, ân tín cho chúng ta nấu ăn, tất cả như này, chúng ta không trung tín trong những chuyện đó, Chúa không tin chúng ta. Và nếu Chúa không tin chúng ta thì không có gì hết á. Amen. À, hỏi cái người kế bên đó, Chúa tin chị anh chị được không? Chúa tin nổi không? Những cái Chúa cho chúng ta bao gồm tình yêu thương. Chúng ta, Chúa tin chúng ta yêu thương người khác được không? Chúa đưa kẻ thù đến chúng ta, đưa những người khó chịu đến chúng ta, Chúa thử coi chúng ta, cái sự yêu thương Chúa cho chúng ta, coi chúng ta có yêu người ta không? Nhiều người cầu nguyện, Chúa ơi, cho hội thánh con có tình yêu thương. Quý vị biết Chúa cho chuyện gì khác không? Đến sẽ đến không? Cho cái người lộn xộn tới. Quý vị cầu nguyện, Chúa cho hội thánh của Hiệp Một, sẽ có người đến là không đồng ý với chúng ta, người đó gây chúng ta khó chịu. Có Hiệp Một không? Đó. Có người rùng dài rồi. À, Chúa sẽ thử chúng ta. À, nói người bên Chúa thử, à, Chúa thử đó, để ý nhau. Ok, chúng ta qua trang 84. Ok, năm hạt giống nguyên tắc của tiên tri được gieo trồng trong cuộc đời của bạn. Chức vụ càng quyền năng thì cần nhiều thời gian để Chúa tôi luyện. Sự chuẩn bị của Chúa dành cho David, Joseph, Abraham, Môi-se cần nhiều thời gian. Môi-se 40 năm. À, David từ năm 16 tuổi cho đến năm 30 tuổi mới làm vua của Juda, 37 tuổi mới làm vua của cả Israel. Chức vụ càng cao, cái thử luyện càng nhiều. Chức vụ càng cao, càng đi sâu xuống càng nhiều. Chúng ta sẽ xuống thấp trước khi chúng ta lên cao. Chúng ta sẽ mất trước khi chúng ta được. À, lời tiên tri càng vĩ đại thì sự trả giá càng cao. Nhưng học trường tiên tri, nhưng chỉ của mình Elise là được sự dư sức giàu gấp đôi vì ông trả giá cam kết cho đến cuối cùng. À, cho nên muốn bước đi trong tiên tri, muốn được sức giàu trỗi hơn khác, mức độ chúng ta trả giá sẽ là mức độ của sự sức giàu và sức, những cái tầm mà Chúa nâng chúng ta lên. Lời tiên tri nào mang tính cách tầm quốc tế, hứa hẹn nhiều vinh hiển thì phải trải qua sự khiêm nhường, qua những hoàn cảnh dường như thất bại, bị khước từ, không ai biết đến, thậm chí giúp dường như lạc lối, không biết mình đi đâu, phải làm gì. Cho nên hãy kiểm soát cảm tính của mình. Cho nên bất cứ thử thách nào đến, kiểm tra cảm tính của mình. Đừng để cảm xúc mình đi lang thang. Quay ra bên, đừng để cảm xúc đi lang thang. Những người nhanh chóng thành công mà không qua giai đoạn thử thách đầu tiên sẽ sớm thất bại, không duy trì được chức vụ, sự tinh sạch cá nhân hay sự tăng trưởng. Đôi khi họ thể giữ được vị trí nhưng mất sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên những người mà không trải qua thử thách, họ ngã rất là nhanh, họ thất bại rất là nhanh. Điển hình là gì? Samson. Điển hình là gì? Salomon. Đâu có vị trả nó giá đâu. Con của Salomon là Roboam, đâu trả giá gì đâu. Giàu có tất cả mọi thứ, ông nội để lại, cha để lại. Một thời gian ngắn sau, chừng vài năm là mất hết. 12 chị phái mất cái 10 rồi. Cho nên cái sự thử thách, sự rèn luyện của Chúa đó, để chuẩn bị cho chúng ta có những gì Chúa ban cho mà giữ được những gì Ngài cho. Cho nên mức độ vĩ đại của lời tiên tri, công việc càng lớn mà Chúa giao cho chúng ta làm không bằng sự trung tín trong việc nhỏ. Đừng mong đợi chúng ta làm công việc vĩ đại, nhưng hãy bắt đầu làm công việc nhỏ cách vĩ đại. À, quý vị hiểu không? Cái đó là lần nữa. Đừng trông đợi làm công việc vĩ đại, đừng có trông đợi lên đây hát, thờ phượng, hướng dẫn là người dân chính. Cái chuyện đó từ từ đi. À, hãy bắt đầu từ chỗ lao nhà thờ, chùi toilet trước đi. Làm công việc nhỏ thật vĩ đại sẽ là
chuẩn bị cho công việc lớn vĩ đại mà Chúa giao cho mình. David phải chăm sóc mấy bầy chiên của cha ông trước khi ông làm vua của Israel. Ông phải chăm sóc, ông làm công việc tầm thường đến nỗi cha ông không nghĩ rằng mình có đứa con trai này làm vua. Các anh của ông không nghĩ là cái đứa này sẽ làm vua. Quay qua người bên, hãy làm công việc nhỏ cách thật vĩ đại. Có rất nhiều người sau khi họ nghĩ rằng tôi có bằng cấp tiến sĩ, tôi học ra trường, tôi phải ở hội thánh lớn, tôi phải có một cái chỗ đứng nào đó, phải mời tôi giảng một chỗ nào sang trọng. Xin thưa với chúng ta rằng Chúa tìm kiếm những con người làm chuyện nhỏ vĩ đại, chứ không tìm kiếm những người thích làm chuyện vĩ đại. Amen. Nhớ cái điều này, hãy nhớ điều này. Rồi cách đánh giá lời tiên tri, chúng ta sẽ nghe tiếng từ thánh linh của Chúa, chúng ta sẽ nghe tiếng từ tà linh, chúng ta nghe tiếng từ phần hồn của chúng ta. Có nghĩa là ok, tôi cần ba người, xin mời ba người lên cho tôi. Dạ. Dạ ba người, dạ ba người nam. Rồi mời lên trên, mời lên trên này giùm tôi cho mọi người thấy. Dạ. Chúng ta hiểu đó, tại sao chúng ta nói tiên tri ra. Lời tiên tri xuất phát từ đâu ra? Để chúng ta hiểu được rằng khi nào chúng ta nói và cái đó đến từ đâu. Nếu chúng ta chưa hiểu được cái điều này, chúng ta sẽ không phân biệt được lời tiên tri xuất phát từ chỗ nào. Nào, điển hình, ok. Tôi giải thích đây là cái xác, là cái xác, ok. Và đây là phần hồn, cái này cái vỏ, cái này cái hồn. Và cái hồn này gồm có sự suy nghĩ, gồm có lý trí, gồm có sự tưởng tượng, gồm có những cái điều mà chúng ta có thể nói đến là những gì vốn liếng mà chúng ta, nhân sinh quan, cuộc sống mà chúng ta có. Cái phần này là phần linh. Nào, khi mà người này miệng sắp sửa nói ra cái điều gì đó, nó xuất phát từ phần hồn. Nếu người này, Chúa Giêsu nói rằng từ nơi sự dư dật ở trong lòng miệng trào ra, cho nên nếu người này mà đầy sự cay đắng đó, thì cái lời tiên tri mà dùng miệng người này nói ra, em đặt tay lên trên ông đó, thì lời tiên tri từ miệng người nói ra là cay đắng. Nếu người này là người thích phán xét người khác, nhìn người ta thấy lỗi, thấy lỗi đó. Nhìn người ta thấy người này là như thế này, người kia nói, luôn luôn nhìn trong cái sự định tội, lên án, phê bình người khác đó, thì khi người này nói tiên tri đó, thì luôn luôn trào ra miệng là anh có chừng đó, Chúa phạt anh đó. Luôn luôn mang tính cách hạ người ta xuống mà không nâng lên. Cho nên đó, cái thân thể này nó không có vấn đề. Cái vấn đề là cái phần hồn nè. Quý vị hiểu tôi không ạ? Cho nên cái phần hồn này đó mà chưa có được đầy dẫy thánh linh, đời sống chưa được đầy dẫy thánh linh, đời sống không đọc lời Chúa đó, thì đó đời sống này này Chúa nhực đó, thì miệng hát chỉ cho miệng hát cười nhưng mà khi mà ông về nhà đó, ông gặp bà vợ của ông đó, thấy không, ông găm mặt liền ông quạo lên liền, chửi vợ chửi con liền. Tại sao vậy? Từ nơi dư dật trong này trào ra. Và do đó ngay cả những người mục sư đứng trên tòa giảng này, mà nếu như đời sống cay đắng, tổn thương, thì sẽ giảng ra cầm kinh thánh giống như là cái búa đập đầu tín đồ, chửi xéo ở trên tòa giảng. Quý vị không? Cho nên cái lời của người này đó không đem đến sự sống cho dân sự, mà đem đến sự chết cho dân sự. Cho nên quý vị là người trang bày phải để ý cái điều này, gìn giữ phần hồn của mình, gìn giữ tấm lòng của mình, không để cho cay đắng giận hờn bất cứ điều gì xảy ra. Bởi vì chúng ta sẽ nói ra, chúng ta sẽ nói đến số phận của con cái chúng ta, chúng ta số phận của hội thánh chúng ta. Bởi từ nơi miệng này Chúa đãi chúng ta,
tùy theo cái miệng chúng ta nói ra. Mà cái điều gì miệng chúng ta nói ra, bởi trong lòng chúng ta tin điều đó chúng ta mới nói ra. Cho nên tin trong lòng được xưng công bình, nhưng mà bởi miệng công bố và làm chứng thì được cứu. Trên một khía cạnh là tích cực, nhưng mà nếu như tin ở trong lòng điều xấu và miệng công xưng cái điều đó ra thì điều xấu sẽ đến. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào đó, cái mục vụ tiên tri hay là linh tiên tri đó, không nhìn cái hoàn cảnh xấu đó mà nói tiên tri. Bởi vì cái người này đầy dẫy Thánh Linh của Chúa nè. Nào, để đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, người này phải đọc lời Chúa nè, cầu nguyện nè. Khi mà đọc lời Chúa cầu nguyện thì anh chàng to con rồi nè, đầy dẫy Thánh Linh, làm cho mạnh lên. Em sẽ bóp cái này xuống. Đó, nó không làm việc được. Cái phần hồn nó không làm việc theo nó muốn được, nhưng mà nó được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt điều khiển. Nó không thể nào, nó muốn phạm tội không nổi. Bởi sao? Có anh chàng to con này, Thánh Linh của Chúa ở trong, nối kết với Thánh Linh của Chúa, giúp cho cái này luôn luôn nhìn chuyện xấu nhưng mà luôn luôn nó tốt. Bởi sao? Cái Thánh Linh của Chúa là đấng mà chúng ta nhớ khi mà Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vô hình và trong không, không có gì hết, sự mờ tối tràn ngập. Nhưng mà khi mà lời của Chúa phán công bố ra, Thánh Linh của Chúa vận hành, hãy có sự sáng thì có sự sáng. Cho nên linh tiên tri không phải chỉ nói tiên tri không, mà do nơi con người tiên tri phối hợp lại nhau khai phóng ra. Cho nên chúng ta nhìn những cái sự mà nó chết đó, trong mắt chúng ta là nhìn là sống. Tôi nhìn cái lộn xộn đó, chúng ta mắt chúng ta nhìn thấy nó sự hòa bình. Chúng ta nhìn những cái gì mà nó tiêu cực đó, luôn luôn chúng ta nhìn trong tích cực. Bởi sao? Thần của Chúa ở với chúng ta, và Chúa luôn luôn vận hành qua những gì mắt chúng ta thấy. Do đó cái tâm trí của người này, phần hồn người này, luôn luôn phải tưởng tượng những chuyện xấu thành chuyện tốt. Tại khi Đức Chúa Trời dựng nên điều gì đó, Ngài tưởng tượng trong đầu của Ngài. Ngài tưởng tượng trước là khi Ngài sắp sửa dựng nên vũ trụ này, Ngài sẽ bắt đầu từ cái nào, từ cái nào, từ cái nào. Ngài dựng nên ánh sáng, Ngài dựng bóng tối, Ngài dựng trời đất, Ngài dựng nên nước, trước khi Ngài dựng nên con người. Chúa không có dựng nên con người trước, mà dựng nên người ở đâu? Lấy dạng. Cho nên Chúa phải khởi sự dựng nên ánh sáng, bóng tối, vân vân. Và Chúa mỗi ngày, Chúa nói ấy là ngày tốt, ấy là ngày tốt, cho đến ngày thứ sáu, Chúa Giêsu nói là mọi sự đều rất tốt. Cho nên hãy nói tiên tri vào hoàn cảnh mình, nói tiên tri cho chồng, cho vợ, cho con cái mình, cho hội thánh mình. Ngày nay nó không có phát triển, nhưng mà nói tiên tri, hội thánh tôi là hội thánh đông nhất tại đây. Quý vị nói tiên tri cho điều đó, không phải chỉ nói bằng miệng, nhưng mà bắt đầu mình làm việc để cho những điều mình nói được thành sự thật. Amen. Cho nên đó, mức độ mà chúng ta nhìn thấy ở đây đó, mức độ chúng ta nhìn đó, đó tại sao Phaolô nó cầu nguyện cho ta, mắt chúng ta được mở ra, được thấy cơ nghiệp giàu có mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ là thế nào. Cho nên quý vị không có bóp túi, quý vị không có tiền đó, quý vị phải nghĩ là mình người giàu. Quý vị nó hết tiền rồi, thiếu tiền rồi, mắc nợ rồi, Chúa sẽ đãi quý vị thiếu tiền, mắc nợ, vân vân. Cho nên chúng ta không sống, không chăm vào những sự thấy được, mà chăm vào những sự không thấy được. Bởi vì những gì thấy được nó chỉ là tạm thời thôi, những gì mà không thấy được mới là đời đời. Những gì thấy được là những gì nó chỉ có đó thôi, nhưng mà những gì mà không thấy được là từ thiên đàng xuống, còn cái kia thuộc về đất. Cái gì thuộc về đất nó sẽ tiêu tan, nhưng mà cái gì từ trời nó sẽ còn tồn tại. Amen. Rồi chúng ta vỗ tay cảm ơn mấy người này. Cho nên một người mà chúng ta có chiều sâu thuộc linh lời Chúa, gắn bó với Thánh Linh của Chúa, chúng ta sẽ nhìn mọi sự xung quanh chúng ta luôn thấy gì cũng tốt hết. Quay qua bên, tôi thấy cái gì cũng tốt hết. Chúng ta đã lớn lên trong một văn hóa sống theo cảm tính, sống theo văn hóa xã hội. Những phim, những nhạc đều nói toàn là tiêu cực cả, đều nói đau khổ cả, đều nói thất bại cả.
Có những người tín đồ tôi thấy được, họ khoái bài hát liên khúc. Liên khúc gì biết không? Liên khúc nghèo. Cầu nguyện Chúa làm sao cho con giàu, nhưng mà cứ hát liên khúc nghèo. Hả? Quay qua người cái bên hỏi chứ đang hát liên khúc gì vậy? Cho nên khi chúng ta hiểu được từ nơi phần hồn của chúng ta là nơi mà chúng ta cần được đầy dậy ta lên, đầy dậy lời Chúa. Cái chỗ ma quỷ nó trở lại rủ bảy con quỷ dữ trở lại đó là cái phần hồn này đó. À, cái xác nó không gì, nó đụng tới hồn chúng ta, nó đụng tới cái phần xác chúng ta được. Nó đụng tới phần hồn chúng ta, đam đẹp chúng ta đau buồn, hận thù ganh ghét, sinh ra bệnh tật, sinh ra bệnh ung thư, sinh ra cao máu, sinh ra bị đột quỵ. Tất cả nó chiếm được phần hồn chúng ta, nó chiếm được tất cả. Thậm chí chiếm phần hồn của chúng ta đến lúc luôn, nó chiếm luôn cái phần tâm linh chúng ta nữa. Một mai chúng ta sẽ không được lên thiên đàng mà vào trong hồ lửa đời đời. Nên cái chỗ đó nó muốn chinh phục. Thành ra cái người mà đi trong tiên tri, chúng ta phải ý thức được giữ phần hồn của chúng ta. À, vỗ vai cái bên mạnh mạnh lên, nhớ giữ phần hồn của mình nha. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu nói tiên tri mà đời sống chúng ta đầy dẫy thánh linh của Chúa, đời sống chúng ta có sự ngọt ngào với Chúa, thì thánh linh Chúa thôi thúc ta, chúng ta nói cái gì nó cũng ngọt ngào hết. Chúng ta nói gì nó cũng thấy dễ thương, dễ yêu hết. Còn nếu không đó, Chúa Nhật thì thấy rất là dễ thương, mà thứ hai nói chuyện giống như ma quỷ vậy đó. Chúng ta không dành thời giờ với Chúa, không đọc Kinh Thánh, không có tương giao với những anh em trong Chúa, mà chúng ta tương giao với người đời, chúng ta đi chơi với người đời, chúng ta đòi hỏi rồi Chúa ban phước cho chúng ta, có chuyện này không có. Chúa dạy tôi rất là nhiều năm về Thi Thiên đoạn 1. Phước cho người nào không theo mưu kế của kẻ ác, ai bàn chuyện làm bậy làm bạ, không có tôi. Không đứng trong đường tội nhân, ai tội lỗi mà chơi chung nhỏ, không chơi. Đến giảng tin lành họ thì giảng, nhưng mà không chơi. Không ngồi chung với người nhạo báng, không ngồi chung mấy người nhiều chuyện. Khi chúng ta không đứng, không ngồi, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung kẻ nhà bán ha, không đứng trong đường tội nhân, ngồi chung kẻ nhà bán, không làm ba điều này là có phước rồi. Quay người bên, không ba làm ba điều này đã có phước rồi. Rồi sau đó chúng ta suy gẫm luật pháp Chúa ngày đêm, lúc đó mới cây trồng gần dòng nước, xin một cái thôi trị trích. Anh em không à? Cho nên muốn đi trong tiên tri mà ngồi nghe mấy người nói chuyện mà tám quá, sao nói tiên tri được? Hả? Quay qua người bên, muốn nói tiên tri bỏ bà tám đi. Không biết ở đây tôi dùng chữ bà tám đúng không, một sư thần? Bà tám hiểu à? Ok. Tôi tưởng cái danh từ này chỉ bên Úc mới có thôi, ai Việt Nam cũng có nữa hả? Rồi. Những lời tiên tri nói không đúng, chúng ta qua cái trang 90 nha. Lời tiên tri không đúng. Tiên tri già nói lần đầu tiên không đúng, lần sau ông nói đúng. Cho nên đừng tin tưởng tất cả mọi lời tiên tri, chúng ta phải kiểm tra lại. Tôi có nói ngày hôm qua, sứ đồ Führer, ông khi mà Chúa sứ hỏi các người biết ta là ai, không ai biết hết, nói là tiên tri Jeremy, tiên tri này, tiên tri kia. Chúa hỏi còn các ngươi, các môn đệ nói ta là ai? Thì ông Führer mạnh miệng lên là Chúa đấng Christ con đã trở thành sống. Và Chúa Giêsu nói gì? Không phải do ngươi nói, nhưng mà cha ta cho ngươi nói. Cho nên ông Führer, ông nói tiên tri, ông nói sự mặc khải Chúa Giêsu, mà ngay cả những người Pharisee, những người Sadducee trong thời đó không biết. Rồi lúc sau Chúa Giêsu nói là Ngài sẽ lên thập giá, Ngài chịu đóng đinh, ông cản trở Chúa. Và Chúa nói rằng hỡi Satan hãy lui ra khỏi ta. Một người mới vừa nói tiên tri từ sự mặc khải của Chúa, mấy phút sau nói từ nơi ma quỷ.
Cho nên bởi vì như vậy, đừng tin tất cả mọi lời tiên tri. Quay ngồi cái bên, đừng tin tất cả mọi lời tiên tri. Hãy kiểm chứng lại lời tiên tri. Rồi, tiên tri xác thịt là kể chúng ta nghe được không? Tiên tri Jeremy, ông đeo một cái ách bằng gỗ. Ông làm một hành động tiên tri và ông nói thế này là dân vua Nebuchadnezzar sẽ bắt họ và lưu đày giống như vậy. Thì tiên tri Hananiah giật ách ra khỏi tiên tri Jeremy bẻ gãy. Và ông tuyên bố trước mặt toàn dân, Chúa phán về trong vòng 2 năm nữa ta sẽ cất ách của Nebuchadnezzar vua Babylon khỏi cổ mọi dân tộc và bẻ gãy y như vậy. Jeremy đang đeo cái ách trong cổ, ông là hành động tiên tri và ông nói rằng các dân sẽ bị vua Nebuchadnezzar bắt họ làm phô tù. Ông Hananiah, tiên tri Hananiah tháo ra, ông bẻ gãy lời, ông nói trong vài năm nữa không còn ai mang ách này nữa. Nghe nè. Sau khi tiên tri Hananiah bẻ gãy ách ra khỏi cổ tiên tri Jeremy, Chúa phán với Jeremy, con hãy đi nói với Hananiah, Chúa phán như vậy, ngươi đã bẻ gãy ách bằng gỗ, nhưng ngươi sẽ làm ách bằng sắt thế vào đó, vì Chúa vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta sẽ đặt ách trên cổ mọi dân này để chúng phục dịch Nebuchadnezzar vua Babylon, chúng sẽ phục dịch người, ngay cả các thú rừng ta cũng ban cho người. Bây giờ tiên tri Jeremy nói với tiên tri Hananiah, ông Hananiah nghe đây, xin ông nghe đây, Chúa không hề sai phải ông, chính ông đã làm cho dân này tin cậy những lời giả dối. Vì thế Chúa phán như vậy, ta sẽ đem ngươi ra khỏi dương gian, ngươi sẽ chết trong nội năm nay, vì ngươi đã rao giảng sự nổi loạn nghịch lời Chúa. Tiên tri Hananiah qua đời ngày 9 năm ấy vào tháng 7. Quý vị hiểu tại sao tôi nói gì? Đừng nói Chúa, Chúa phán chưa? Bởi vì Chúa không nói, chúng ta nói, chúng ta khiến cho người ta tin cái điều chúng ta nói. Và người ta cứ ý rằng đây là Chúa phán với mình. Chúng ta làm cho người ta bị dấp phạm và người ta lầm tưởng đó là Chúa nói cho mình. Và một trong cái gương xảy ra tại đây, ông tiên tri Hananiah chết ngay trong năm đó. Quay qua cái bên, đừng hở cái nó Chúa nói Chúa phán nha. Câu kế tiếp dòng theo là tôi không muốn thấy chết sớm đâu. Như vậy có nghĩa là gì? Chúa muốn chúng ta nói tiên tri, nhưng mà Chúa muốn chúng ta nói theo ý của Ngài, không phải tự chúng ta tạo ra. Ngài không muốn chúng ta nói ra để chiều lòng người khác. Cho nên cái lời tiên tri có mang tính cách của Đấng Christ hay không? Có giúp chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hay không? Hay là giúp cho chúng ta trở nên giống như thế gian? Nếu lời tiên tri nào mà nói cho chúng ta mà không kèm theo thập tự giá trong đó, thì lời tiên tri đó sẽ là một lời tiên tri nguy hiểm cho chúng ta. Nếu ai nói cho chúng ta biết, quý vị, anh chị sẽ là một mục sư rất là nổi tiếng đi khắp nơi trên thế giới, chúng ta mừng quá mừng. Nhưng mà kèm theo lời nói rằng anh phải cầu nguyện nhiều nha, anh phải tìm kiếm Chúa nhiều, tôi thấy lời tiên tri này rất lớn đó, nhưng mà không dễ gì đạt được một ngày hai ngày đâu. Hãy trở về tìm kiếm Chúa, hãy trở về kiêng ăn, hãy trở về nhờ cậy Chúa, hãy nhờ những người giúp đỡ mình cầu thay cho mình tốt. Nhưng nếu lời tiên tri đó, tôi nói anh mới chắc chắn nè, tôi là tiên tri của Chúa nha, tôi nói cho anh chuyện này phải xảy ra là nó xảy ra vậy đó. Anh chắc chắn cho người giàu nhất. Lúc đó nhớ tôi nữa nha. Cẩn thận. Cho nên lời tiên tri
Khi mà ai nói cho chúng ta điều gì, nó phải ấn chứng trong lòng của chúng ta. Chúng ta cảm thấy là Chúa đã nói mình điều này, và mình amen cái điều đó, bởi vì trong lòng mình biết rằng Thánh Linh của Chúa ấn chứng trong lòng chúng ta cái lời tiên tri đến từ nơi Chúa. Còn nếu trong lòng chúng ta chưa ấn chứng, để đó cầu nguyện, chờ hai hay ba lời tiên tri khác đến xác lập. Rồi, chúng ta qua trang 93 tìm kiếm lời tiên tri có thần tượng. Cái này hay lắm rồi nha. Cái này hấp dẫn đó nha. Vỗ về vai cái bên hấp dẫn, hấp dẫn. Ê-xê-chên 14 câu 2 đến câu 8. Lời Chúa phán cùng tôi: hỡi con người, những người này đã để thần tượng trong lòng, đã đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt họ. Ta có nên để họ cầu khẩn ta? Ta có nên để họ cầu khẩn ta không? Vậy hãy nói và bảo chúng rằng: Chúa phán như vậy, người nào thuộc nhà Israel để thần tượng trong lòng và đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt họ, rồi đến gặp một tiên tri, thì chính ta sẽ trả lời nó xứng với nhiều thần tượng của nó. Như vậy ta sẽ nắm được lòng nhà Israel và tất cả những người đã vì thần tượng mình mà lìa xa ta. Cho nên hãy nói với nhà Israel: Chúa phán như vậy, hãy ăn năn, hãy quay trở lại khỏi các thần tượng các ngươi, hãy ăn năn từ bỏ mọi điều ghê tởm trước mặt các ngươi. Vì người nào thuộc về nhà Israel và kiều ngụ trong nhà trong Israel đã lìa xa ta, để thần tượng trong lòng và đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt ta, rồi đến gặp một tiên tri để nhờ người cầu khẩn, thì chính ta, Chúa sẽ trả lời người. Ta sẽ hướng mặt ta nghịch cùng người ấy và làm cho nó thành một dấu hiệu, một lời tục ngữ, và loại bỏ nó khỏi giữa dòng vân dân ta. Bây giờ các ngươi sẽ biết rằng chính ta là Chúa. Câu này có nghĩa là gì? Khi một người nào đó để lòng lìa xa Chúa, thấy một cô gái đó đẹp mà cô gái không tin Chúa, thương quá đi, muốn lấy cho được, mà trong khi lời Chúa nói là chớ mang ách chung với người chẳng tin, thì cầu nguyện một hai Chúa còn muốn lấy người đó, nhân danh Chúa công bố vân vân. Thì một điều xảy ra, người đó sẽ đến với một tiên tri nào đó, và người đó sẽ trả lời y như những gì trong lòng người này. Và để rồi sau đó người đó thất bại, tất cả không còn gì hết, người đó mới biết rằng Chúa là Chúa, và bất cứ lời gì Chúa nói mình không nghe, cho nên hậu quả là như vậy. Nếu một người để lòng hướng về của cải, nhà cửa, đất đai, tất cả mọi thứ, và lòng không còn Chúa nữa, và muốn mình trở nên giàu có và thịnh vượng, và đến với một người tiên tri nào đó, và thông thường cái điều này xảy ra là họ gặp tiên tri dởm, họ gặp tiên tri giả, và vị tiên tri này sẽ nói y chang như lòng họ muốn. Và để rồi một ngày nào đó họ mất tất cả, không còn gì hết. Lúc mà không còn gì hết, nhưng họ vẫn nắm lấy cái lời tiên tri đó, họ vẫn tin cái lời tiên tri đó, họ đeo đuổi và bám theo lời tiên tri đó. Bởi vì sao? Họ tin nơi lời tiên tri mà có người tiên tri đã nói. Thì điều gì xảy ra? Khi mất hết tất cả, không còn gì đó, mới trở lại tìm kiếm Chúa. Cho nên khi trong lòng chúng ta có thần tượng mà để lòng mình xa Chúa, nguy hiểm vô cùng. Rồi, cái ví dụ nữa. Nếu một người muốn hội thánh mình, lắng nghe tôi nói nha, muốn hội thánh mình là hội thánh lớn nhất, muốn hội thánh mình phát triển thật là rộng, muốn hội thánh mình có nhiều người tin Chúa, và lòng của họ muốn hội thánh họ thật lớn, thật là phát triển, thật là giàu có, nhưng mà lòng họ không có Chúa nữa. Chúng ta tưởng là người đó yêu mến Chúa, tưởng là người đó hầu vị Chúa, nhưng lòng họ coi cái mục vụ là thần tượng của mình. Họ sẽ tìm cách này cách kia để chi vậy? Để làm sao cho họ phát triển mạnh mẽ, nhờ con người, nhờ người này, thay vì nhờ Chúa phải quỳ gối. Còn nhờ người ta thì nó câu hay câu là có rồi.
thì điều gì xảy ra? Sẽ có những tiên tri đến nói cho họ, Chúa sẽ y chang như là tiên tri mà như lòng họ muốn đó. Nhưng rồi một ngày cám dỗ đến, họ không chịu được. Chúng ta nhớ rằng chúng ta hầu vì Chúa, một khi mà đời sống thuộc linh chúng ta không còn đầy dẫy Thánh Linh, thì lúc đó cái cám dỗ đến, thì khi cám dỗ đến không ai chịu nổi hết. Hãy nhìn xem ông David, người đánh đàn mà ác thần lời của Sao Lơ, khi mà ông ta đi dạo chơi thôi, cám dỗ đến chịu không nổi. Và ông ta bỏ chạy. David đánh đâu thắng đó, nhưng mà riêng con trai mình rượt bỏ chạy mất dép. Cho nên một điều Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là chưa có thần tượng, không được có thần tượng. Thần tượng của chúng ta không phải chỉ làm thờ một cái tượng nào đó không, mà trong lòng chúng ta không có một ai cao hơn Chúa cả. Chúng ta không thể để cho cái sự phục vụ Chúa cao hơn mối tương giao chúng ta với Ngài. Nhiều người, nhiều giáo hội chú trọng về cái hình dạng bên ngoài của mình, những tòa nhà bên ngoài. Chúa rời khỏi họ, họ không biết. Hãy đi qua các nước ở bên ngoài, nước Tây Phương bên ngoài, sẽ thấy là những thánh đường rất là sang trọng. Thậm chí có một thánh đường nhà kiến ở bên Mỹ, mắc nợ không trả được. Tại sao vậy? Ngôi nhà thờ là thần tượng. Amen không ạ? Chúng ta không thể để bất cứ ai là thần tượng chúng ta, ngay gồm cả gia đình, tiền bạc, sự nghiệp. Chỉ Chúa Giê-xu là đấng duy nhất mà chúng ta thờ ra. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên người tiên tri sẽ nói chúng ta tùy theo lòng của chúng ta. Đó là tại sao chúng ta cẩn thận. Bởi vì có một số tiên tri họ sẽ đến và họ nói chúng ta theo lòng chúng ta, nếu chúng ta cái lòng chúng ta không đúng. Có một cái luật gọi là luật hấp dẫn. Hấp dẫn có nghĩa là gì? Nồi nào nắp dung nấy. Chúng ta như thế nào thì chúng ta thu hút những cái linh đó đến với mình. Nếu chúng ta yêu mến Chúa, kính sợ Chúa thì Thiên Sứ, Thánh Linh của Chúa thu hút đến với chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Còn nếu chúng ta tham lam của cái đời này, tiền bạc, thì ma môn, các thần của thế gian này sẽ bu lấy chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra. Lời tiên tri nói từ gánh nặng của mình. Còn cái tiên tri thầy tế lễ hoặc người nào nói đây gánh nặng từ Chúa, ta sẽ phạt người ấy với cả gia đình. Gánh nặng từ Chúa nói là gì? Chúng ta áp đặt người khác. Chúng ta nói tiên tri, chúng ta đem đến cái gánh nặng cho người ta. Lời tiên tri phải là làm cho mở ra để người ta vui mừng, người ta đem đến hy vọng cho đời sống, chứ không phải làm cho người ta cảm thấy nặng nề. Và nếu như chúng ta đem cái lời tiên tri đến cho người ta cảm thấy nặng nề, chúng ta chúc phạt người đó và cả gia đình người đó. Lý do tôi đưa chúng ta những điều này đó để nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta là có những phạm vi ranh giới mà chúng ta đừng bao giờ được vượt qua. Amen. Đừng nói tiên tri để điều khiển người khác. Điều khiển có nghĩa là gì? Chúng ta nghĩ mình biết nói tiên tri, hoặc mình là tiên tri. Chúng ta nói tiên tri để cho người kia làm theo ý của mình. Có một số người, họ xưng họ nói tiên tri, họ đến nhà thờ người này người kia, họ tìm một số người nào giàu có, họ tìm một số người nào có ảnh hưởng và lôi kéo người đó về mình, điều khiển, dùng mánh khóe để điều khiển. Và chúng ta cẩn thận về những người này. Họ có những cái thủ đoạn, có những mánh khóe. Và họ đến dường như nhiều ông mục sư thấy là ô, người này đến và họ nói khích lệ, nhưng mà sau khi khích lệ rồi họ đi cửa sau, họ lôi kéo những người khác đi theo. Cho nên có những tiên tri này chúng ta gọi là tiên tri đi cửa sau. Nếu tôi đến Cà Mau mà tôi muốn giảng đó,
tôi sẽ không nói chuyện với một sư Xuyên là một sư Xuyên, nói với một sư Thành tôi đến giảng. Tôi không đi sân sau. Tôi đến tôi chào một sư Thành, ông biết tôi, ông muốn mời tôi là tôi giảng, còn nếu không mời thôi. Tôi không lợi dụng những mối quan hệ này để đạt được cái điều tôi muốn. Hỏi sư Thành có tôi xin ông giảng không? Đừng cho ai vào trong tổ tế bào của mình giảng nếu như người đó đi sân sau. Hỏi một sư người này em cho làm chứng chia sẻ cho hội thánh được không? Có những người đến hội thánh chúng ta họ làm chứng rất là tốt, rất là tốt, rất hay, nhưng mà sau đó họ lôi kéo hội thánh tín đồ chúng ta rời khỏi. Cho nên không cẩn thận những tiên tri sân sau. Còn một loại tiên tri nữa là tiên tri Hải Âu. Dùng chữ Hải Âu có gì hiểu không? Hải Âu không à? Hải Âu ở đâu? Hải Âu ở trời, nó bay trên trời không? Nhưng mà ở đâu nữa? Ở biển. Con Hải Âu đặc biệt đó là gì? Nơi nào có đồ ăn nó đáp xuống. Hải Âu là loại tiên tri nhà giàu chạy tới. Nơi nào có tiền, có quyền, có lợi thì nó đáp xuống. Còn chỗ nào nghèo quá thì thôi, bye bye. Cho nên đây là những bí quyết quý vị phải nắm lấy quý vị đi trong tiên tri. Bởi vì tôi tin rằng sau khi mà chúng ta bắt đầu hôm nay, chúng ta bắt đầu khai phóng tiên tri rồi đó, chúng ta sẽ thu hút linh tiên tri dấy lên. Nhưng mà những cái kẻ này cũng sẽ bù tới nữa. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Không có sự ủy quyền hay cho phép của người lãnh đạo, chúng ta phải hợp tác với những người lãnh đạo trong hội thánh chúng ta khi chúng ta vận hành trong tiên tri. Nếu chúng ta có lời tiên tri nào đó mà dành cho hội thánh, đừng bao giờ đứng lên giữa hội thánh và công bố liền. Hãy nói cho mục sư quản nhiệm của mình trước là tôi nhận sự mặc khải này. Khi mục sư nói rằng ok, anh chị nói ra giữa hội thánh, còn nếu như họ không nói điều đó thì dám kêu lời về nhà. Bởi vì có thể lời tiên tri đó quá sớm và dân sự Chúa chưa sẵn sàng nghe. Người mục sư cần thời gian cầu nguyện để ấn chứng cái điều này trước khi cái lời tiên tri được khai phóng. Cho nên cần có phải vâng phục người lãnh đạo. Nhiều người, đây là một cái vấn nạn của nhiều hội thánh là thế này: nhiều người được mặc khải tiên tri mà ông mục sư quản nhiệm không có. Cho nên người ta muốn nói tiên tri chạy lại ông đó mà không chạy lại ông mục sư. Cái thứ nhất là người này nghĩ mình có năng quyền hơn người mục sư quản nhiệm. Họ nghĩ mình đó là ông mục sư phải kiếm mình, ai vào hội thánh cũng kiếm tôi hết. Và họ nghĩ họ rất là ngon. Và ông mục sư này nếu mà ông là người bất an đó, không khéo đó, thì nghĩ rằng cái người này gây ảnh hưởng tín đồ, mình giờ không còn quyền gì nữa, mình nói mà nghe hết, cái người kia mới nói nghe. Cho nên cái người mà được ân tứ tiên tri này hãy biết rằng đó là mình vẫn ở với dư quyền của mục sư quản nhiệm. Bởi vì Chúa cho mình cái ơn đó, nhưng mà Chúa không cho mình là quản nhiệm. Mình là một cái cánh tay gì đó của hội thánh thôi, chứ mình không phải là tất cả. Cho nên hãy nói rằng tôi nói cái lời tiên tri này cho anh chị, nhưng mà nên đến với mục sư, nói cho mục sư biết, đó là điều tôi nhận. Bởi vì mục sư đã quyết định điều đúng hay không. Ông có chốt lại, ông có xác định lại đây có phải là tiên tri của Chúa hay không. Cho nên chúng ta phải đến với người quản nhiệm của mình, người cha thuộc linh của mình, hay là người nào mà trong một tháng có trưởng thành trong linh, trình bày nó với người quản nhiệm của mình. Và đừng bao giờ tôn sùng cái người tiên tri này quá và coi người đó là tất cả. Hội thánh sở dĩ gây lộn xộn nhiều nhất là ân tứ tiên tri của mấy người này nè. Cho nên những người nào mà có ân tiên tri cần phải tôn trọng người lãnh đạo của mình, tôn trọng những người mà Chúa sử dụng họ và sử dụng ân tứ, nhưng mà phải đúng chỗ đúng lúc. Amen. Rồi. Quay người cái bên, hãy nói hãy sử dụng ân tứ tiên tri cách phải lẽ. Ok, chúng ta qua bài số 5. Dạ. Chúng ta qua phần này xong, chúng ta bắt đầu thực tập. Ok. Thì giờ hấp dẫn sắp đến rồi.
Nào. Chúng ta đọc tiếp công vụ đoạn 2 câu 18 ha. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Bài số 5 trang thứ 43. Bài số 5 trang thứ 43. Ok, chúng ta bắt đầu chưa? Rồi, bắt đầu ha. Yeah. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Lần nữa ha. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các tôi trai tớ gái ta, chúng nó đều nói tiên lời tiên tri. Ai nói tiên tri? Chúng ta đều nói tiên tri được cả. Amen. Vỗ dài cười bên anh chị đều nói tiên tri được cả. Rồi bây giờ bắt đầu làm sao để nói tiên tri. Bắt đầu làm sao để nói tiên tri. Ok. Thứ nhất, khao khát hết lòng để được nói tiên tri. Quay qua cái bên. Đầu tiên, khao khát. Khao khát được nói tiên tri. Rồi. Cái thứ hai là xin. Xin Chúa cho lời tiên tri. Văn đoạn 16 câu 24. Cho đến bây giờ các con chưa hề nhân danh ta cầu xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi. Các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui. Quay qua cái bên. Hãy xin đi để hưởng trọn niềm vui. Nào, để tôi giải thích chúng ta như thế này đó. Chúa đã cho chúng ta đủ niềm vui để khi chúng ta tin Chúa rồi. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta xin Ngài để chúng ta hưởng trọn gói. Amen. Nói người bên, xin mới được hưởng trọn gói. Amen không? Rồi. Thứ nhất là gì? Khát khao. Thứ hai là gì? Xin. Thứ ba, cầu nguyện trong tiếng mới. Tại vì cầu nguyện trong tiếng mới là xây dựng chính mình. Cầu nguyện tiếng mới là chúng ta kích hoạt con người thuộc linh của mình. Hồi nãy chúng ta nhớ có ba người, người thứ nhất, người thứ nhì và người thứ ba không? Cho nên khi mà người thứ nhất cái miệng chúng ta bắt đầu kích hoạt cầu nguyện tiếng mới đó, thì nó sẽ bắt đầu cái người thứ ba sẽ bắt đầu được kích hoạt, thân trong chúng ta kích hoạt, làm ảnh hưởng đến con người phần hồn. Và phần hồn bắt đầu từ bên trong phần hồn chúng ta bắt đầu nói ra những gì Chúa dẫn chúng ta. Cho nên cầu nguyện trong tiếng mới hay tiếng lạ mà chúng ta có là kích hoạt con người bên trong của chúng ta để chúng ta bắt đầu nói ra những gì mà Chúa muốn mình nói. Amen. Rồi. Giu-đa đồng 1 câu 20. Anh chị em, chú đọc chung ha. Anh chị em yêu dấu, hãy gây dựng lẫn nhau trong đức tin rất thánh. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Làm sao tôi gây dựng người khác bằng tiên tri? Kinh Thánh dạy rằng cầu nguyện trong Thánh Linh. Cầu nguyện Thánh Linh là cầu nguyện tiếng mới đó. Chúng ta gây dựng người khác qua sự cầu nguyện trong Thánh Linh. Rồi. Cái tiếp thứ tư, bước ra thực hành bằng đức tin. Đừng sợ sai, thực hiện cho được. Roma đoạn 16 câu 6 câu 7. Ta được ban ân tứ khác nhau theo ân sủng Chúa. Ai được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Ai phục vụ hãy tận tâm phục vụ. Ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ. Có nghĩa là nói theo lượng đức tin. Ngày hôm nay chúng ta chưa nói gì, nhưng mà chúng ta bước một bước ra nói bằng đức tin. Khi chúng ta có một bước đầu tiên, chúng ta nói đức tin, chúng ta sẽ bước thứ hai, bước thứ ba và bước thứ tư. Và sau đó chúng ta trở nên quen thuộc khi chúng ta nói tiên tri. Amen. Rồi. Rồi khi mà chúng ta mở miệng trong đức tin thì chúng ta bắt đầu mở miệng ra chúng ta nói. Mở miệng ra nói có nghĩa là gì? Chúng ta bắt đầu mở miệng ra. Khi chúng ta cầu nguyện tới mới, chúng ta mở miệng qua. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể không có gì cả. Cảm ơn Chúa, con tin rằng Ngài có điều gì đó từ nơi Ngài, trong tâm lòng Ngài, trong tâm trí cho người này. Chúa đưa chúng ta một chữ chúng ta cảm nhận được trong lòng của mình. Cảm nhận được một tư tưởng nào thoáng qua trong trí chúng ta, một cái gì từ bên trong này nó trào ra, nó đến một cách rất là đột ngột. Ai chúng ta thường thấy là những khi mà mình cảm thấy có một tư tưởng thoáng qua trong trí mình rồi sau đó biết cái tiếng Chúa, ai chúng ta kinh nghiệm điều này, giơ tay lên. Thắng lên, ai kinh nghiệm này đó?
tiếng của Chúa giống như vậy đó. À, đến một cách rất đột ngột xảy ra. Và sau đó chúng ta mới hiểu là tiếng của Chúa. Nhưng mà nếu như chúng ta những cái tiếng này đến, chúng ta ghi xuống và chúng ta sẽ coi lại, và khi tâm linh chúng ta ứng chứng lại, chúng ta biết rõ là tiếng của Chúa. Cho nên Habacuc nói thế này: tôi đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đường lý, nhìn xem Chúa bảo tôi điều gì. Nhìn bắt đầu nghe Chúa nói gì, rồi ghi chép xuống. Cho nên những gì mà Chúa nói chúng ta thấy được, chúng ta nghe, ghi xuống. Không kể biết đúng sai, nhưng ghi xuống hết. Để rồi sau đó chúng ta kiểm tra lại cái gì của Chúa, chúng ta biết rằng đó tiếng của Chúa. Amen. Ok. Không biết ở đây có ai đang bị nhức đầu không ok. Ai nhức đầu đứng lên tôi cầu nguyện cho. Rồi đứng lên, ai bị nhức đầu? Wow. Ok, đặt tay trên đầu của mình đi. Dạ. Đặt tay trên đầu chúng ta, đào cho đầu trên đầu, đặt tay trên đầu. Ai bị đau đầu thôi, đặt lên. Là cha con đến với Ngài trong danh của Jesus Christ, con cảm ơn Chúa lời Ngài dành cho ông bà trẻ con, là Ngài muốn chữa lành họ khỏi bị nhức đầu. Giờ này trong danh sự nhức đầu, đi khỏi ngay này, đi khỏi ngay này, đi khỏi ngay này. Hãy lành bệnh hoàn toàn 100%. Amen. Rồi, chúng ta thử lại coi. Rồi, ai chúng ta hết rồi, giơ tay lên cho tôi. Rồi, cảm ơn Chúa. Tại sao quý vị hết nhanh như vậy? Bởi vì Chúa bày tỏ cho tôi. Khi Chúa bày tỏ tôi rồi, không cần biết ai ở tại đây mà nhức đầu, và tin rằng Chúa chữa lành, tốt một cái là xong, không còn tốn thời gian dài, bởi Chúa bày tỏ. Amen. Ai chúng ta đang có vấn đề với lỗ tai? Ai có vấn đề với lỗ tai đâu, giơ tay lên. Dạ, rồi đứng lên, đặt tay vào lỗ tai của mình, đặt tay mày. Amen. Nào, quý vị phải tin rằng giờ này Chúa chữa lành cho quý vị nha. Không cần biết quý vị điếc hay bị lãng tai hay gì đó, đặt tay lỗ tai của mình. Hallelujah. Trong danh của Chúa, ta thấy thẩm quyền trên tất cả những lỗ tai mà đang bị lãng hay bị điếc ngay như này. Ta cậy quyền năng của danh Chúa Giêsu, và nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh, ta nói cùng tất cả những cái nào linh căn điếc đang áp bức cho đời sống của những người này, ngay này đi khỏi, đi khỏi, đi khỏi ngay này trong danh Chúa. Hãy được lành bệnh hoàn toàn từ giây phút này trở đi trong danh của Chúa. Cảm ơn Chúa sự chữa lành đến. Amen. Rồi chúng ta bắt đầu thấy thế nào rồi? Ai chúng ta cảm thấy chữa lành không, giơ tay lên thì thôi. Đó. Cảm ơn Chúa, vỗ tay, cảm ơn Chúa, hallelujah. Khi Chúa muốn nói nè, tôi nói quý vị nghe ha. Tôi là mục sư nè, tôi đến đây tôi giảng nè ha. Và khi tôi nói điều này nè, tôi phải bước ra một bước đức tin. Lỡ như không có ai thì sao? Mất mặt ông mục sư thành, chứ không giờ mời tôi tới lần nữa. Quý vị không ạ? Cho nên á, khi mà đi ra để mà nói về ân tứ mà tiên tri là tôi phải bước ra, nói về chữa lành tôi phải bước ra tôi làm. Nói người cái bên ngồi chỗ không có phép lạ đâu. Người nào thấy ngồi mà thấy đau mà bằng tọa đâu, giơ tay lên. Tôi bằng tọa, đứng lên. Rồi đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đặt tay cái chỗ có đau của mình. Ok. Ủa sao nhiều quá vậy? Ok. Ok. Là cha con cảm ơn Ngài như này. Con cảm ơn quyền năng của thập tự giá. Con cảm ơn bởi lần roi của Ngài, sự chữa lành đến trên ông bà anh chị em con chúng con ngay như này. Trong danh của Jesus, tất cả mọi linh bệnh tật đau nhức đi khỏi ngay này, không được quyền trở lại, rước khỏi họ và cắn lưỡi, không được trở lại. Hallelujah. Thánh Chúa, con nhờ cái quyền năng của Ngài tác động vào những chỗ đau của họ. Ai đang đau chỗ nào, Chúa chữa lành cho họ. Ai đang bị cái sai khớp xương sống bất cứ chỗ nào thì Chúa chỉnh sửa lại, thay sự sứ lớn đến và cho họ những cái dĩa mới trong cái bàn tọa của họ. Trong cảm ơn Ngài, ngay cái xương sống nữa, ai có đau xương sống, đặt tay cho xương sống của mình trong danh Chúa ngay như này. Hãy lành bệnh ngay lập tức trong danh của Chúa. Hãy lành bệnh ngay bây giờ. Hallelujah. Mỗi đứa mình thật đi lên ngay và không được quyền trở lại kể từ hôm nay và mãi mãi về sau. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Christ, mọi người nói Amen. Nói tiếp tục một câu với chúng tôi được lành rồi trong danh Chúa Jesus. Rồi bắt đầu cử động coi, ai được lành rồi quẹo qua quẹo lại ẹo đi. Rồi ai được lành rồi giơ tay lên giùm tôi. Ai được lành rồi giơ giơ lên, giơ tay lên, giơ tay lên. Ai được lành rồi giơ tay lên, chúng ta nhìn xem coi. Amen ha. Cảm ơn Chúa, vỗ tay người khen Chúa. Amen. Giờ tôi hỏi quý vị nè,
Khi Chúa bày tỏ điều này khiến cho quý vị chữa lành hay là cầu nguyện cho từng người được lành, cái nào dễ hơn? Hả? Sự bày tỏ của Chúa, linh tiên tri xảy ra. À, như vậy ân tứ tiên tri quan trọng không? Cần không? Ừ. Còn không thôi chúng ta cầu nguyện nguyên một ngày, nãy giờ nhiêu đây cầu nguyện nguyên ngày chưa hết, tới 12 giờ khuya chưa xong nữa, phải không? À, xong rồi đuối giờ là nằm dài luôn, rồi vợ phải chăm sóc. À, cho nên bắt đầu hôm nay, nói như kêu anh bắt đầu hôm nay hãy kích hoạt ân tứ tiên tri trong hội thánh. À, có người nào ở tại đây mà cảm thấy mình lúc nào cũng mệt mỏi cơ thể hoài đâu, giơ tay lên giùm tôi. À, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. À, sao nhiều quá vậy? Ok, đặt tay bên vai của mình, lấy một tay đặt trên vai của mình. Ok, rồi. Quý vị tin quý vị hôm nay quý vị chữa lành từ nay về sau không còn mệt mỏi nữa không? Tin không à? Tin không? Ok, trong danh của Jesus tất cả sự mệt mỏi rời khỏi ngay lập tức, trong danh của Jesus hãy lành bệnh ngay này, mọi sự mệt mỏi trên vai, trên nặng nề trên đời sống, trong danh của Jesus ta khai phóng bắt đầu, linh mệt mỏi này rời khỏi những người này, ta công bố bắt đầu này áp đặt trên vai của họ ngay như này, phải bị cất lên và bị quỷ phá ngay lập tức, và giờ này Chúa đổ thần linh của sự nhẹ nhàng, của sự vui mừng, linh thương sự ngợi khen trên đời sống họ bắt đầu hôm nay, lành bệnh linh mệt đi lên ngay, đau nhức đi khỏi, đi khỏi, đi khỏi, đi khỏi. Hallelujah. Rồi ai giơ tay làm đâu, giơ tay lên thử đi. Rồi ai được làm đâu, giơ tay lên coi, ai được làm đâu, giơ tay lên. Rồi cả một Chúa, cả một Chúa. Amen. Hallelujah. Đạo quá ha. Chỉ cần một lời của Chúa thôi à, khiến bao nhiêu người nhẹ nhàng. Còn thôi quý vị mà sắp hàng với tôi tới này đó, tôi tối nay tôi khỏi ngủ luôn. Ok, cảm ơn Chúa. Amen ha. Rồi bây giờ bắt đầu mở miệng nói tiên tri. Khi chúng ta nói tiên tri, cách hay nhất của chúng ta nói tiên tri dựa trên lời của Chúa, gây dựng, khích lệ và an ủi. Quay qua người kế bên, gây dựng, khích lệ và an ủi. Nói ba cái này thôi. Không nói tới là năm sau có chồng hay có vợ, không có nói tới đi qua Mỹ qua Úc, không nói tiên tri, không có nói tới trước. À, không có nói tới là có việc làm gì ngày hôm nay năm sau bằng đương trai đương gái gì cả. À, những cái chuyện này không có nói. Amen. Chỉ chuyên tâm tập chú vào gây dựng, khích lệ và an ủi. Amen ha. À, và khi chúng ta gây dựng muốn có điều này, bắt đầu nói tiên tri, cầm vĩnh thánh theo, kinh thánh theo, ai có kinh thánh đâu giờ ta lên cho tôi. Rồi chúng ta nói tiên tri dựa trên kinh thánh, lật kinh thánh ra. Tại sao nói kinh thánh nó rất an toàn? Mình đọc kinh thánh thấy một cái câu nào đó tự nhiên chút đập vào mắt mình, à thấy nó bừng sáng mắt mình, à đó có nghĩa là lời của Chúa dành cho người kia. Và ngay cả chúng ta không có một cái lời nào chăng nữa, chúng ta có thể khích lại nó. Chúa rất yêu anh chị, tôi thấy Chúa rất yêu anh chị, chứ không rời anh chị đâu, chứ không bỏ anh chị đâu. À, chỉ lời đó đủ rồi, không cần cái mặt cải tiên tri nữa, bởi vì cái lời đó gây dựng người ta. Và chúng ta sẽ khám là ngay cả những lời đơn giản như vậy người ta cũng chảy nước mắt nữa. Amen không ạ? À? Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu không? Ok, bây giờ tôi sẽ nhìn xem ai và tôi sẽ làm cho chúng ta coi thử ha. Cách tôi đừng làm nè, tôi nên nhìn chung quanh tất cả những người dưới đây và tôi nhìn xa trong mắt thuộc linh. À, và tôi nhìn khi bắt tôi nhìn thấy một ai đó mà dường như ánh mắt tôi dừng lại người đó một vài lần thì tôi sẽ chọn người đó. À, và đây là cách mà chúng ta có thể đi vào trong siêu thị, chúng ta đi gặp một ai đó, chúng ta gặp mà ánh mắt chúng ta nhìn vào người đó mà thấy vài lần đó là có nghĩa là chúng muốn nói chuyện với người đó. À, chúng ta có thể nói tiên tri ngay cả trong siêu thị, chúng ta có thể nói tiên tri cho người tài xế lái xe. À, chúng ta nói tiên tri cho một người nào đó. À, cho nên khi mà chúng ta cảm nhận được những gì mà trong lòng của mình, chúng ta bắt đầu nói thì Chúa sẽ cho chúng ta nói. Ok, mắt tôi hướng về cô mặc áo trắng đó, mời cô áo trắng lên đây nè. À, nè cô quay đầu giống rồi. Rồi, rồi mời lên. Ok,
Nào tôi chưa thấy gì hết. Nào, như tôi đã nói, chúng ta bước ra bằng bằng gì? Đức tin. Ok, tôi chưa thấy gì cô cả. Nào, rồi bắt đầu tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ, hồi nãy nói gì trước nhất là tiên gì? Khao khát. Thì tôi luôn luôn khao khát cái chuyện này rồi. À, tôi khao khát để được nói tiên tri. Để sao? Để gây dựng, khích lệ, an ủi người khác. Đúng không ạ? Rồi, kế tiếp là tôi sẽ làm gì? Xin Chúa ơi, con biết là có lời gì cho người này. Nếu người này là cái tín đồ mà được lên gì, cầu nguyện Chúa ơi, con biết ngài có gì cho con, xin hãy nói cho con. À, thì cái là mình xin. À, rồi kế tiếp là gì? Cầu nguyện trong tiếng mới. Ok, kolabasha la ba ba ba. Chúng ta giơ tay để hướng về cô và chúng ta sẽ cầu nguyện. Kolabasha la ba ta lihi. Kolabasha la ba ba kolaba. Shilihi kolabakititititititit. Ok. Và tới bây giờ tôi cũng chưa thấy gì. Đừng có nghĩ là mục sư sẽ nói, mục sư không sẽ biết hết tất cả mọi thứ nha. À, cái nhiều lúc Chúa sẽ làm như vậy. À, tôi cầu nguyện trong tiếng mới. Bây giờ tôi chưa có gì. Nhiều khi Chúa làm điều này để cho quý vị thấy rằng tôi cũng yếu đuối giống như quý vị cả. Tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện tiếng Việt trước. Là Chúa, em tên gì? Kim Yến. Ok. Là Chúa, con biết ngày gì có Kim Yến. Và con cầu nguyện cho Kim Yến ngay như này. Trong danh Chúa ngài có điều gì cho Kim Yến. Ok. Một sư nhìn thấy được một sự xua đuổi. Ok. Có một điều gì đó trên đời sống của Kim Yến mà một sư Kim Yến muốn cái đó không có trên đời sống của mình rồi. Kim Yến muốn xua đuổi nó, muốn đẩy ra khỏi đời sống của mình. Kim Yến không muốn nó cái điều này xảy ra trên đời sống của mình. Tôi chỉ có nhiêu đó. Ok. Kế tiếp là gì? Rồi đấy, Kim Yến đang ngồi một chỗ và Kim Yến hỏi Chúa, con làm sao để giải quyết chuyện này đây? Chúa ơi, xin chỉ cho con làm sao con giải quyết chuyện này. Đó chuyện kế tiếp tôi có. Và tôi nhìn cái hình ảnh nữa, Chúa thấy được tấm lòng của Kim Yến. Chúa thấy được ta đã nghe lời cầu nguyện của con rồi. Và Chúa nói bắt đầu hôm nay ta sẽ giải quyết chuyện này cho con. Thì là Chúa nói cho cô biết rằng ta là cha của con. Bất cứ những nan đề nào trên đời sống của con, ta sẽ chăm sóc cho con. Những nỗi đau khổ của con, những sự phiền muộn của con, những điều gì mà trong đời sống con bấy lâu nay, kể từ hôm nay ta sẽ lấy ra khỏi cuộc đời của con. Và đó hôm nay là Chúa, con cầu nguyện trong Kim Yến hôm nay, trong danh của Jesus, con khai phóng sự sức dầu của Chúa để đẩy lùi mọi tối tăm. Con khai phóng ánh sáng của Chúa rọi vào cuộc đời của Kim Yến. Con khai phóng sự thâm viếng của ngài trên cuộc đời em. Con cầu nguyện Chúa bày tỏ em biết rằng Chúa đang ở bên cạnh em. Những thời gian qua em không thấy là Chúa ở gần mình, nhưng mà Chúa hôm nay ngài chọn em giữa tất cả những người tại đây và cho em biết rằng Chúa đang nghe lời cầu nguyện của em rồi. Chúa đã thấy được cái những điều gì xảy ra trên đời sống em rồi. Và Chúa muốn nói rằng ta binh vực con, ta binh vực con, ta binh vực con trong danh của Chúa Giêsu. Con bắt đầu tuyên bố ngày hôm nay là Chúa ngài ở cùng Kim Yến thì có ai từng nghịch cùng em, ngài ở binh vực em thì ai có thể chống lại em trong danh của Giêsu. Hallelujah. Con công bố Chúa sai đạo binh thiên sứ của ngài đến trên đời sống em và giúp đỡ em, thăm viếng em. Hallelujah. Mọi hoàn cảnh trên đời sống em bắt đầu hôm nay phải bị chấm dứt trong danh của Giêsu. Mọi nắng nề trên đời sống em, ôi những sự nắng nề trên đời sống em, tất cả những ác đạo trên đời sống em trong danh của Giêsu nó không còn quyền trên đời sống em nữa. Bắt đầu tuyên bố ngày hôm nay, ô ác đã bị bẻ gãy khỏi đời sống em, ác bị bẻ gãy bị quỷ phá ngay này, ngay giờ này trong danh Giêsu. Ô có cầu nguyện linh của Giêsu vui mừng được đến trên đời sống em. Hallelujah. Ô sự vui mừng, sự vui mừng, sự vui mừng, sự vui mừng đến, thần linh của Chúa đến trên đời sống em, thần linh sự sống của Chúa đến trên đời sống em. Hallelujah. Con tuyên bố bắt đầu hôm nay sự sống của Đức Giê-hô-va có mặt trên đời sống em, tuôn đổ trên đời sống em, tuôn tràn trên đời sống em. Hallelujah. Ô là cái Hallelujah. Con cầu nguyện Chúa chữa lành tấm lòng em như này. Chúa chữa lành tấm lòng em như này. Hallelujah. Chữa lành tấm lòng em như này. Những sự tổn thương trong những năm tháng qua, những sự mệt mỏi trong năm tháng qua, hallelujah, những sự khước từ trong những tháng qua, những sự phản bội trong năm tháng qua không còn trên đời sống em nữa. Bắt đầu hôm nay con tuyên bố rằng tất cả những sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nhân danh Đức Chúa Cha đi con sức dầu cho em như này. Biệt riêng em ra. Biệt riêng em ra cho Chúa. Để liên em ra cho Chúa hôm nay. Mọi sự được thay đổi và trở về. Mọi sự được thay đổi và trở về. Ồ, em sẽ cất tiếng ngợi khen Chúa. Em sẽ thấy được sự nhân từ của Chúa trên đời sống của mình. Em sẽ thấy sự thương xót của Chúa trên đời sống mình. Hallelujah. Chúa ngài làm phép lạ trên đời sống em. Em chưa bao giờ thấy những công việc lớn lao ngài làm trên đời sống mình giống như vậy. Còn cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ok, về lại. Em cho mọi người biết về lại. Chúa Jesus, đứng lên Chúa Jesus. Em có thể nói chuyện gì xảy ra không? Cảm ơn Chúa là khi mà em tin nhận Chúa thì bị cha em bắt đó. Nên là cha nói rằng nếu như mà không bỏ Chúa thì cha sẽ là không biết làm gì với em. Có thể là giết em cũng không chừng. Giờ em cầu nguyện với Chúa rất là nhiều.
là Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ những gì mà cha con nói, và Chúa ơi, xin Chúa Ngài thương xót và Ngài cứu gia đình của con. Ngài thương xót, Ngài cứu gia đình của con, và Ngài cứu cả hàng xóm láng giềng và cả đất nước Việt Nam của chúng con nữa. Và khi mà em đi học việc Chúa thì em không có là không có phải là tự đi ra mà được cha mẹ chấp nhận, là em phải lén lút mà đi. Và Chúa Ngài mở cho em một con đường, là khi mà cha em cấm là em không được đi học việc Chúa và kể cả là tin Chúa nữa. Nhưng mà Chúa mở cho em một con đường là em đi bán bánh, và khi mà những ngày em đi học việc Chúa thì em đi, và những ngày không đi học việc Chúa thì em đi bán bánh. Và em gặp khó khăn trong việc mà học việc Chúa đó. Cha, con cầu nguyện cho người phụ nữ này, cái sự kiên trì trên đời sống của em, sự tin cậy nơi chuyện đời sống của em với Chúa không phai nhạt. Con cảm ơn Chúa vì điều này. Con cảm ơn Chúa vì điều này. Con cầu nguyện bắt đầu hôm nay, chính Ngài là cha của em. Người cha trên đời có thể bắt bớ em, nhưng mà người cha trên trời tiếp đón em, hoan nghênh em, yêu thương em và đem em về nhà. Con cầu nguyện bắt đầu hôm nay, Thánh Linh của Chúa bắt đầu làm việc trên đời sống của người cha của em và gia đình em, trong danh của sự tất cả mọi linh đến quay cản trở, ngăn trở ông, để mà khiến ông cản trở con gái mình để mà đi nhà thờ, đi phục vụ Chúa. Thì này, tất cả những quyền lực sự tối tâm này, ta quỷ phá mọi công việc của các ngươi ngay lập tức trong danh Jesus. Ta tuyên bố rằng ngay người nam này sẽ tin nhận Chúa, phải tin nhận Chúa và dâng đời sống mình cho Chúa, và ông và cả nhà ông sẽ cùng với con gái mình hầu về Chúa trong danh của Jesus. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tí nữa em gặp tôi có món quà cho em nha. Nhớ gặp tôi nha. Ok. Rồi, vỗ tay cảm ơn Chúa. Khi mắt chúng ta nhìn vào ai, Chúa sẽ đưa người đó đến. Và cái lời Chúa trong miệng của chúng ta sẽ chứa đựng cái sức sống của Chúa, sức dầu của Chúa vào đời sống người ta. Và cái người nghe đó, họ vỡ ra. Amen. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái chuyện hấp dẫn hơn. Ok. Thật sự là nãy giờ Linh Tiên Tri đang hoạt động tại đây rồi. Khi mà tôi công bố Tiên Tri, mặc khải Tiên Tri, bây giờ Linh Tiên Tri đang hoạt động rồi. Bây giờ tôi sẽ mời một số người lên phía trên này. Ok. Và quý vị sẽ giống như tôi, đó là quý vị sẽ nhìn ở dưới, đi xuống dưới và nhìn những ai mình thấy rằng cặp mắt mình hướng về người đó và cảm thấy là Chúa muốn nói với người đó, chúng ta sẽ kéo người đó lên đây. Amen. Hấp dẫn không ạ? Rồi, hấp dẫn thì ra đi đứng. Ok, rồi người kế tiếp. Ai nữa? Rồi, 6 người nữ, 6 người nam. Một sư Kim Tự, 6 người nam, một sư cho 12. Dạ. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ không có thì giờ làm là rất là nhiều người nha, nhưng mà chúng ta thì tập hết cứ lên đi, rồi chúng ta trước sau cũng sẽ được có thôi. Ok. Rồi có rồi, bà sư vân phục ông chồng rồi. Vô phục chung chồng rồi, vô phục bán diệm đó. Một người nam nữa, ai nữa đâu? Cái này Vũ này giống như là sao lơ núp trong cái. Ok. Nào, bây giờ tôi sẽ làm, tôi sẽ đặt tay trên từng con người một. Quý vị trong lúc này, quý vị phải nhìn xung quanh. Ok. Đừng nhìn bằng cặp mắt là tôi quen rồi đó, tôi sẽ nói tiên tri rồi đó. Nhưng mà hãy thánh linh Chúa chỉ cho con ai mà Ngài muốn dùng con nói. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới, nắm người đó, kéo người đó lên. Amen.
có thể nam hay nữ gì cũng không sao, nhưng mà chỉ người đó kêu nó lên rồi chúng ta sẽ nói. Chúa con nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, con cầu nguyện khai phóng sự sức giàu trên từng con người một tại đây. Chúa thăm viếng họ như này, con cầu nguyện ngài đặt thần của ngài trên họ như này, linh tiên tri được khai phóng trên họ như này, con khai phóng linh tiên tri mà Chúa ở trên đời sống con, thì giờ này cũng trên mỗi đời sống từng người một, bắt đầu hôm nay họ sẽ nói tiên tri, hallelujah, họ sẽ nói tiên tri bắt đầu từ giây phút này trong danh của Jesus Christ, amen. Rồi bắt đầu cái việc suy xuống dưới chín người lên, dòm chín, quan sát và nhìn có ai. Rồi bắt đầu đi, chúng ta bắt đầu đi, đi xuống dưới kiếm. Nhanh lên nha, đừng có chậm. Rồi cặp nào xong rồi đâu giơ tay lên giùm tôi, cặp nào xong rồi, xong rồi ha, ok rồi. Xin ông cho biết là lời tiên tri của mục sư này nói đúng không? Đúng, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng sự thật. Đúng sự thật luôn. Đúng sự thật luôn. Giơ tay cao Chúa ha. Rồi rồi xuống dưới rồi ai nữa, ai nữa cặp này rồi. Dạ con thấy tiên tri của em cũng đúng, Chúa cho em biết là em phải tìm kiếm Chúa là trước hết, và sự công bình của Ngài rồi Ngài sẽ cho em được mọi điều mà em mong ước, và Chúa sẽ dùng em cho gia đình rồi cho hội thánh, cho đất nước. Dạ. Rồi cảm ơn cô về. Ok. Rồi những người này còn đứng đây nữa nha. Rồi kế tiếp. Ai ai này nói đây. Rồi cô thấy sao? Cô này nói là sẽ đây, tức là sự chữa lành sẽ đến với cô tức thì, là đó là chắc chắn là em sẽ được chữa lành, em tin cái điều đó. Vậy bây giờ thôi hết tay. Cảm ơn Chúa. Cái gì có bậc khải biết là người kia bị bệnh sao? Dạ. Ok rồi, cảm ơn Chúa, vô tay. Chúa chữa lành cho cô, về nhà không được bệnh nữa, để bệnh ở lại đây nha. Ok rồi, người kế tiếp. Rồi. Con thấy là Chúa sẽ cứu gia đình con và chữa lành cho con được khỏe mạnh. Dạ, con cầu xin là giải phóng, là cứu cho chồng con với gia đình con được bình an. Dạ, con xin hết. Dạ đúng. Tại cảm ơn Chúa ha. Rồi cái tiếp ai đây? Ai nói cho cô này sao nói hả?
Ai là người nói cho con biết? Ông sư rồi, ok rồi. Dạ, em cảm thấy rất là bình an vì nghĩ rằng là em tin chắc rằng những sự cũ đã qua đi mà mọi sự đều trở nên mới. Ông sư nói đúng không? Dạ. Tuấn Phục, mục sư thấy thấy phép lạ xảy ra không? Cũng từng lễ vừa qua cũng gia đình cũng được sự bình an, cũng được mấy ngày đúng cũng mình cũng có bệnh tật nhưng vậy là nhờ mấy cô mấy thầy chữa lành bệnh tay nè, con nằm bệnh viện hết 9 ngày hôm nay rất là khỏe, rất cảm ơn Chúa. Amen. Rồi ai nữa, ai nữa? Dạ, cảm ơn Chúa, là con rất là biết ơn Chúa về hôm nay cái chương trình tiên tri này dùng chị Kiều để nói tiên tri cho Hồng Út, là rất đúng, là cảm ơn Chúa là chị nói là có sự tổn thương là người chồng, và cảm ơn Chúa khi con cầu nguyện ăn năn và xin Chúa thương xót tha thứ cho mình và tha thứ cho người đã làm mình tổn thương. Và cảm ơn Chúa là lòng Hồng Út ước ao khát khao và điều cầu nguyện Chúa ngày nghe và ngày sẽ nhậm lời cầu nguyện của Hồng Út và ngày sẽ sử dụng Hồng Út những ngày công việc tới đây. Dạ, xin Chúa ban phước. Chúng ta chỉ cần nói là tiên tri đúng không thôi, cần nói dài không? À, ok, rồi, cái tiếp là ai ạ? À, cô xong rồi phải không? Rồi, nói là đúng nói rồi phải không? Dạ, chưa. Chưa, ok, rồi. Dạ, thì con cử niên biển những có cái cam dỗ, thầy đến với con cùng con, mà chứng việc đó, những con mà con không dám làm nhưng mà họ, tại cái hoàn cảnh bắt buộc con làm, nhưng con cũng không làm nữa, nhưng mà con là tiên tri nói cho em đúng không? Dạ đúng. Rồi dạ, là tiên tri nói đúng. Đúng hả? Dạ đúng. Dạ, dạ cảm ơn. Ai nữa? Dạ em cảm nhận là lời tiên tri đúng. Dạ ok rồi, cảm ơn Chúa. Dạ lời tiên tri thì thấy cũng đúng. Dạ đúng rồi, cũng đúng rồi sao? Dạ đúng. Đúng rồi, ok rồi. Xác định là tiên tri là cách chính xác. À, ok, chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa ha. Ok, những ai mà hồi nãy được mời đứng nói tiên tri xin đứng lên giùm tôi cách xíu. Rồi. Những ai đã đứng lên nói tiên tri, xin cho không những người mà được đứng nói tiên tri cho người khác á, còn người nào đã ngồi tiên tri được rồi thôi. Quý vị trong những người tại đây mà đứng lên như thế này đó, quý vị đã có ai đã nói tiên tri trước đây chưa? Chưa. À, mà chưa mà đúng vậy đó hả? À, ok. Giờ mới biết rồi không? Giờ mai mốt nói nhiều hơn đúng không? À, ok rồi. Rồi, ok. Ai nữa? Có ai ở đây có ai bắt đầu nói tiên tri chưa? Có một người nữa ha. Ok rồi. Ok. Rồi anh chàng trống trống rồi này. À. À, cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa ha. Rồi. Rồi những người nãy đã làm rồi, bây giờ lên làm lần nữa. Những người nói tiên tri vừa rồi đó, lên làm lần thứ hai. Ok. Tại vì quý vị hơi nhát, tôi muốn cho quý vị chắc chắn hết nhát luôn. À, rồi, nhìn ở dưới coi còn ai nữa. Kiếm một người nào mình không có quen biết, cho nên kiếm người quen biết. Rồi, bắt đầu đi đi. Rồi, nhanh chóng tại chỗ, nói tiên tri cho người đó tại chỗ luôn. Ừ. Nhưng mà mình không ít quen á, mình cảm thấy mắt mình chưa hướng mình về chỗ đó. Rồi. Đi xuống dưới tới dưới, tại nói tiên tri tại dưới luôn. Rồi, nói tại chỗ luôn. Chúng ta có thể ở dưới cũng được, ở trên tại chỗ, trên đây cũng được. À. Dạ. Là tiên tri ông nói cho bà đúng không? Dạ đúng. Trong chưa? Dạ, nói ngắn gọn. Thank you.
ai ở dưới sông rồi, ai ở dưới sông rồi. Rồi, đúng không? Hỏi bà có đúng không? Đúng không bà? Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi. Đúng không? Dạ đúng ạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi, dạ, đúng không? Rồi, cảm ơn Chúa. Rồi, đúng không? Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi. Rồi, một số thành đi kiếm giùm tôi một số người. Chọn một số người lên đây giùm tôi. Rồi, mấy người này có thể về chỗ rồi, dạ. Rồi, tôi sẽ đặt tay trên từng người một, đủ lên hết, kêu đủ hết chưa? Dạ. Có người nào một sư thành nó mời lên, xin lên trên giùm tôi. Dạ. Đúng không? À, chính xác. Chính xác rồi, cao hơn chưa? Rồi, giỏi lắm vậy. Dạ. Dạ. Để tôi giải thích chúng ta nha, đây là cơ hội để chúng ta nghe tiếng Chúa và kích hoạt cho chúng ta khi chúng ta trở về ơn càng thêm ơn. À, cho nên là nếu chúng ta ai được mời lên đó là lúc Chúa muốn sử dụng chúng ta cho ân tứ tiên tri này cho người khác. Cho nên đừng để cho sự sợ hãi, đừng cảm thấy là đừng sợ sai. À, ma quỷ làm chúng ta sợ nhưng mà đừng có sợ. Đã chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Ok. Ok, chút sức dầu cho em. 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 Và hôm nay, cầu nguyện cho Thánh Linh. Cầu nguyện cho Thánh Linh. Sức dầu cho em. Sức dầu. Sức dầu cho này. Chút sức dầu cho này. Sức dầu cho này. Ai chưa đặt tay lên rồi bắt đầu nhìn ở dưới. Đi dạo xuống dưới. Đó. Chúa sức dầu cho em. Rồi. Rồi bắt đầu nhìn ở dưới coi coi Chúa đặt đầu ai. Rồi bắt đầu xuống dưới. Cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa. Rồi đi xuống dưới tìm người nào ở dưới. Ở chỗ nào thì nói tại chỗ đó luôn. Dạ. Yeah. Thấy mắt mình đập vào người đó là mình bắt đầu cầu nguyện tới mới. Nếu chưa có gì, nhưng danh Chúa sẽ còn chúc phước cho người này. Chúa ban phước cho người này, ban phước gia đình họ. Rồi bắt đầu cái đó Chúa bắt đầu đưa tới. Ừ. Xong rồi hả? Rồi, cô thấy sao đúng không? Dạ, cảm ơn. Đúng, cảm ơn. Một sơ. Rồi, cô đứng ra đi nha. Rồi, chuẩn bị làm thằng thứ hai. Cứ cầu nguyện Chúa, Chúa chỉ cho ai. Rồi, ai ở dưới xong rồi, đúng rồi, đúng không ạ? À? Đúng không ạ? À? À, cảm ơn Chúa, đúng luôn ha, cảm ơn Chúa. Ồ, này chính xác nhiều, cao quá nha. Thì là chính xác hơi bị cao đó. Dạ. Rồi ở dưới hai người dưới đúng không ạ? À? Dạ, cảm ơn Chúa, cô ha. Cô bên này có đó không? Có đúng không? Dạ, ok, cảm ơn Chúa. Rồi. Dạ. Còn dưới nữa, còn ai dưới đã cho anh ở dưới mà do những thầy này nói tiên tri cho mình rồi, à, đứng lên cho tôi. Ai được nói rồi, dạ, đúng không? Dạ, cảm ơn Chúa, đúng không? Dạ, đúng rồi, cảm ơn Chúa, rồi. Tại chúng ta không nhiều thời giờ để chúng ta phỏng vấn ha, nhưng mà cảm ơn Chúa rất là tốt. Vỗ tay cảm ơn Chúa nha. Rồi, rồi, đất hai, ok, nhìn ở dưới rồi bắt đầu đi xuống dưới giùm tôi. Dạ, thấy ai ở dưới rồi bắt đầu đi. Bất cứ sự bứt phá nào của chúng ta nó luôn luôn đòi hỏi một cái bước đi bằng đức tin.
đòi hỏi bất đi bất đi tin. Ai đã được nói tiên tri đúng rồi, giơ tay lên giùm tôi coi. Dạ, đúng không cô? Rồi sao đúng không? Dạ, cảm ơn Chúa. Đúng không? Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi ở sau nữa ai đã nói tiên tri rồi đúng không? Giơ tướng lên giùm tôi. Dạ đúng, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ok. Rồi một sư thành chuẩn bị người mới nghe một sư thành. Rồi. Còn ai dưới nữa nãy nói tiên tri đúng không à? Rồi. Muốn chắc chắn cầm kinh thánh theo, dở kinh thánh ra, những câu thánh nào Chúa đập vào mắt mình. Ok, đủ chưa, còn dưới nữa không? Rồi mời lên, ở dưới lên, dưới lên. Tâm An lên đây, Tâm An. Nhanh lên, chúng ta còn nhiều thời gian lắm, để mời lên đây, mời lên đây. Khi chúng ta nói tiên tri không đúng, không có nghĩa là chúng ta là tiên tri giả. Bất cứ điều gì tiên tri trong Tân Ước khác với tiên tri trong Cựu Ước, bởi vì chúng ta không thời gian chúng ta học hết. Nhưng mà chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta là gây dựng, khích lệ và an ủi người khác. Nếu mà chúng ta đến nói người khác Chúa yêu anh yêu chị là ok rồi, được rồi. Không cần phải nói là nhà anh số mấy. Rồi chưa, mời lên. Rồi, ok. Chúa sức dầu cho họ tiên tri này, khai phóng lời tiên tri bắt đầu hôm nay trên đời sống họ, và thánh tiên tri ở tiếp tục trên đời sống của họ hôm nay trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, ngài đổ thần của ngài trên họ, ngài hứa cho con trời cứu cùng ngài đổ thần của họ, và họ sẽ nói tiên tri. Hallelujah. Con cảm ơn ngài, linh tiên tri bắt đầu được kích hoạt này trong danh của Chúa Jesus. Amen. Rồi bắt đầu đi, chúng ta đi. Rồi mời chúng ta. Dạ, các bạn xem.
Chúa cho chúng ta cảm nhận điều gì chúng ta nói, đừng có dài dòng, đừng có diễn tả, đừng làm thành một câu chuyện. Cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa. Rồi chưa? Ai xong rồi thì lên. Rồi những người mà đã được nói tiên tri rồi đúng không ạ? Giơ tay lên cho tôi, người nào đứng lên. Rồi cảm ơn Chúa. Ai là người Tâm An nói tiên tri nãy đâu? Đúng không? Rồi, ok. Ok, cảm ơn Chúa. Đúng không cô? Dạ đúng không ạ? Dạ, còn ai nữa không ạ? Rồi đúng không? Dạ cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi ok. Chuẩn bị lần thứ hai nha. Ok, cầu nguyện Chúa, tiếp tục cầu nguyện Chúa. Đến phía dưới và Chúa cảm động lòng chúng ta ai thì bắt đầu từ người đó. Rồi, bắt đầu đi ha. Dạ. Tiếp. Tâm An trốn tôi cho làm 3-4 lần nữa. Đi xuống dưới mình nhìn chứ không cần quá cho nên đi xuống dưới mình nhìn thấy ai đó. Những người dưới chúng ta giơ tay hướng về họ cầu nguyện ha, để họ Chúa tiếp tục sức dầu trên đời sống của họ. Cầu nguyện cho tiếng mới cho những anh em mình, để Chúa kích hoạt hội thánh chúng ta sẽ nói tiên tri càng ngày càng nhiều hơn. Sau khi chúng ta nói tiên tri cho người đó xong, hỏi là tôi nói gì đúng không, như thế nào, hỏi người đó. Nói nãy giờ là chúng ta làm 3-4 quận phải không? Không, hồi nãy giờ là mình mấy lần, ba lần hay 4 lần? 4 lần phải không? 4 lần là 4 lần, tuy nhiên là 48 người. Ok, rồi 48 người mà mỗi người 2 lần nữa. Rồi bây giờ ai là người mà Yến đã nói tiên tri nãy đâu, giờ đứng lên cho tôi. Rồi xin cho biết là điều gì sẽ ra, có ai cầm micro đưa như người này cho tôi không, để chúng ta nghe. Rồi, Yến nói gì em thấy sao? Dạ, con có cảm nhận đó. Nói gì thì gấp gần đây thì kiểu như Yến nói bắt đầu khi mới sự nhiệt huyết nhiều hơn nữa. Dạ, dạ đúng ạ. Rồi, người nào nói cho Yến nói ra đâu giờ ta lên. Dạ. Rồi. Dạ đúng không thứ bà? Nói gì vậy? Tóm tắt lại. Cô nói là mình cũng đang tha, rồi Chúa nói muốn cần cái gì thì mình cứ hãy tìm Chúa. Mình cũng amen. Dạ cảm ơn cô. Rồi người kế tiếp là có cô ha. Ai có thể nói tiên tri cho ai đây, xin lỗi. Rồi đứng lên nói cho biết là như thế nào. Dạ thưa chú, chị Hoa nói tiên tri cho thì tới đây mọi chuyện có Chúa dẫn dắt, Chúa dù cho đi trong gian nan khổ cực thế nào đi nữa là mọi chuyện sắp tới. Có Chúa là dù cho đúng hoàn cảnh của cô không? Dạ đúng. Dạ, chính xác. Dạ. Ha, cảm ơn Chúa ha. Dạ. Rồi, các người kế tiếp. Dạ. Chị Hoa nói tiên tri cho em là cũng như là nói hoàn cảnh của
của em đi trên bước đường mà đi theo Chúa. Cảm ơn Chúa. Em cố gắng giữ vững đức tin. Amen. Mọi điều trên cuộc sống thì phải tin cậy vào Chúa, chứ đừng nản lòng, đừng sợ hãi, hãy bám lấy Chúa. Amen. Dạ, con cảm ơn Chúa. Rồi, sẽ cảm thiết. Bây giờ ta cảm ơn Chúa ha, hai người qua. Cô ha. Dạ, mời hai người này. À, ai đâu cho nói, dạ. Thấy đúng không? Dạ, đúng. Dạ, à, nói gì? Thì nói về những người đức tin. Dạ. Có cái xác nhận cái micro nói chuyện. Dạ, nói đúng. Dạ. Dạ. Ok, rồi cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi người kế tiếp. Là người kế tiếp là ai ạ? Cô nói hai người không? À, có một người hả? Ok, rồi. Ok. Rồi. Cô. Xin giúp tôi có hai người cầm micro cho lẹ. Cảm ơn Chúa vì lời tiên tri của cô Hậu đã bày tỏ cho tôi những cái gì mà những ngày qua đó có buồn phiền hay là gì đó thì cô Hậu nói tiên tri đó thì cái gì cũng vượt qua, cái gì mà muốn cần gì Chúa ở cùng mình thì mình phải cầu nguyện với Chúa. Cảm ơn Chúa. Và cô thấy đúng không? Dạ đúng. Và cô thấy được khích lệ không? Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Amen. Rồi để kế tiếp. Ở còn người đó hả? Ở còn người đó, người đó ai đâu? Dạ. Cảm ơn Chúa là tiên tri của cô Hậu. Nói trong cuộc đời của em gặp nhiều khó khăn gian khổ, nhưng mà tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và để giúp đỡ và nâng đỡ cho vượt qua sự khó khăn đó, đúng như lời em đã ao ước. Mà xin hết. Amen. Ok, tức là lòng mình ao ước mà người khác sẽ nói được cái điều mà lòng mình ao ước, nó không phải đến từ nơi con người mà đến từ nơi Chúa, không ạ? Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, rồi kế tiếp. Dạ con. Dạ, ok. Dạ, chế nói với con là đúng, tại vì cái chứ nói là lời của Chúa muốn của con á là đi nói về danh Chúa, rồi sau đó là điểm nhóm ở nhà là muốn con phải gầy dựng, tại vì cái đó là có. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Là người kế tiếp. Dạ em xin nói về là tiên tri của cô, em không biết tên gì, nhưng mà nói là em có năng đề rất là lo lắng, mà sắp tới đây Chúa sẽ sắp xếp cho em được ổn thỏa, thì em rất cảm ơn Chúa. Vậy cô có biết Tâm An chưa? Dạ không. Dạ. Tâm An nhưng mà Tâm An nói rất là đúng luôn. Bây giờ Tâm An nè, không biết hả? Dạ. Cảm ơn Chúa ha. Tại vì khi mà đứng sau lưng cô đó, Chúa cứ nói là lại nói cô đó là đừng có lo sợ gì hết, mà con không biết cô đang sợ cái gì, nên là con lại con nói vậy. Cô cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngồi đứng làm thêm vài lần nữa nha, cho quen, cho hết sợ. Dạ, cảm ơn Chúa. Ok rồi, người này ai nói tiên tri cho người này đâu? Rồi. Em xin làm chứng. Dạ. Nãy ban đầu thì có em trai này nói là tiên tri cho em, mà không biết cái ý nghĩa cái câu tiên tri này là gì. Thấy em thấy có cái lý câu, không biết mục sư giải thích cho em hiểu là ý gì ạ? À, sao chị chưa hiểu? Không. Em trai này nãy nói là tiên tri cho em là thấy Chúa cho thấy có cái lưỡi câu mà không biết cái ý đó là gì. Lưỡi câu hả? Dạ. Lưỡi câu hả? Dạ. À, có nghĩa là kêu đi câu cá đó. Câu là sẽ chỉ dính. Có nghĩa là câu cá người hay là đi là hầu Chúa, để dẫn người ta đến với Chúa. Ok, rồi. Ai là người thầy nói? Dạ, cũng là nó đúng là đúng là tin Chúa. Amen. Amen. Ok. Thì còn người nào đâu? Cho. Cô biết ở đâu? Rồi. Dạ hồi nãy bác nói là đúng, tại vì bác cũng phiên con là đừng có buồn, thấy tâm trạng con cũng buồn, bác cũng chúc cho con có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, rồi chúc cho gia đình của con rất là cảm ơn bác. Có quen cô đó không? Không có quen ha. Ok, đúng không? Đúng vậy không? Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi cái tiếp người này, cô kế cô đó, cô kế. À, rồi
cô là không biết luôn. Dạ, ok. Cô nào mà một sư này nói tiên tri thì dạ. Dạ. Dạ, cô nhận được gì? Dạ, đúng không? Dạ, nãy có anh lại mà phiên em những điều mà em buồn phiền sợ ải trong lòng đó, đừng có lo sợ gì hết, để đến đây mà với Chúa thì thành tâm gắng cố gắng, thì em cũng xin Chúa cũng ban phước rồi giúp cho con là mạnh khỏe hết bệnh. Con cũng cảm ơn Chúa và tiên sư. Amen, cảm ơn Chúa. Dạ, amen. Cô này mới tin Chúa hay là sao? À, cô tin Chúa chưa? Tin Chúa rồi hả? Có tin Chúa mới lại tới đây đó. Okay, dạ. Dạ. Được, rồi. Còn người nữa, ok rồi, người nữa. Rồi. Rồi, sao cô? Dạ, rồi. Thật sự là tôi cũng không biết cái chú đó hay anh đó là ở đâu, nhưng mà hồi nãy có lại nói với tôi và cầu nguyện cho tôi rằng cô là người rất trung tín với Chúa, và cô đã quên lãng thời gian thì cô trở về thì cô hãy tiếp tục hầu việc Chúa đi. Nói vậy thôi là biết là Chúa ra phước cho cô. Dạ đúng không cô? Dạ đúng. Dạ cảm ơn Chúa ha. Rồi kế tiếp. Người đẹp trai này nè, ai được người đẹp trai nói chuyện đâu. Dạ rồi sao? Anh Cường ảnh đến là Chúa tác động qua đời sống, thì mình được lời tiên tri của Chúa bảo là mình hãy yên ủi, hãy phục vụ Chúa, và không khó của anh em chẳng phải là vô ích đâu, cũng như là mình được đúng như lời tiên tri cho mình được ngày hôm nay, cũng như là lời của anh Cường đem đến cho mình được yên ủi và không khó của mình để học cùng nhà Chúa. Cảm ơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, cái thứ hai, ai được Cường nói tiên tri rồi? Dạ. Rồi, đứng lên. Dạ, xin Chúa cho con xin nghe con kính dị rồi, như là con vinh thanh nguyện cũng như nguyện chân trời. Và xin Chúa cho con ra cho bức tệ. Kêu cái sáng sáng nghe vậy trên á. Xin Chúa giúp đỡ cho con nghe vậy chứ. Cho con khỏe ăn mà có gì tự làm. Rồi xin Chúa giúp đỡ cho con có gì việc làm. Rồi công an, xin Chúa. Con không sao đâu. Dạ là, anh nói là Cường tiên tri là như sắp tới có việc làm đúng không ạ? Dạ có việc làm. Ok, rồi người kế tiếp. Dạ, một sư đáng có nói tiên tri cho con là hiện tại sự học của Chúa có sự khó khăn, nhưng Đức Chúa Trời Ngài đồng cảm. Dạ. Ok, cảm ơn Chúa. Đúng không ạ? À? Dạ, hiện tại là khó khăn thật. Dạ. À, ok, rồi. Kế tiếp. Rồi kế tiếp. À. Con cũng cảm ơn mục sư, là mục sư nói là gấp trúng là tiên tri với con, là tại vì trong lòng con có rất nhiều điều bất an. Mục sư là cầu nguyện cho con là đi theo đường lối của Chúa và tin tưởng Chúa thì sự bình an sẽ đến cho con ạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi cô còn là mục sư nói với cô đó. Dạ, ok. Và còn người nào nữa không ạ? Dạ, con cũng cảm ơn Chúa. Nghe lời tiên tri nói thật đúng, tại vì con đang lo lắng trong gia đình. Dạ. Rồi, cảm ơn Chúa. Rồi. Cô nữ nói cái cô áo tím tím là ai, ai mà nãy được nói tiên tri này đâu? Dạ. Dạ, cô nói rồi dạ. Sao là tiên tri đúng không? Là tiên tri lớn gắt túng. Dạ. À, nói sao, nói điều gì? Thì nói gia đình em, rồi này kia, gắt túng. Dạ, ok. Rồi, cảm ơn, chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa ha. Dạ. Rồi, bây giờ những người này về bắt đầu á, những người nãy đứng lên trên đây đó ha, tôi khuyến khích chúng ta mỗi tuần lễ chúng ta nói tiên tri cho ít nhất hai người. Được không ạ? À, nói trong chỗ làm bất cứ điều này ít nhất hai người. Chúa, nếu chúng ta không nói đó là ân tứ đó sẽ bị mai một. À, cầu nguyện Chúa nhìn mắt ai giống như hôm nay đó. Lý do tôi đưa chúng ta cái điều này là tại sao? Để chúng ta tập cho chúng ta hôm nay chúng ta thấy ai mà mắt tôi đập vào người đó, chúng ta bắt đầu kích hoạt lên cầu nguyện tôi mới đến người đó nói chuyện.
Đầu tiên chúng ta sẽ không coi dịch đến hội thăm thôi, rồi bắt đầu chúng ta sẽ nói, đừng nói là tôi nói tiên tri cho anh chị cả, tôi cảm nhận trong lòng tôi chuyện này xảy ra, rồi kia sẽ bắt đầu vỡ òa ra hoặc là thế nào đó, cái nó xong biết gì mà Chúa cho tôi biết. Amen ha. Rồi tôi giờ đổ tài, cảm ơn Chúa, trở về. Nữa thôi. Nữa ha. Rượu càng về sau rượu càng ngon, cho nên mấy người về sau càng nói chính xác hơn nữa. Xin mời chị Mai. Xin mời chị Mai ạ. Xin mời chị Vĩnh luôn ạ. Xin mời cô Vĩnh, xin mời cô Mai. Xin mời anh Khoa. Rồi bên đây còn không? Bên đây còn nãy là chưa đâu một sư nhờ. Hả? Mời nữa tiên tri. Nếu chúng ta là người hầu của Chúa, chúng ta cần có cái ưu tướng này để chúng ta bước đi trong sự mặc khải của Chúa. Xin mời Lê Vi. Để kết quả cho Chúa nhiều hơn. Rồi. Rồi. Rồi chưa? Rồi, bây giờ quay qua người kia bên. Bắt đầu khó hơn rồi. Nói đi, bắt đầu khó hơn rồi. Nè, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ok. Nào chú ý nha, chú ý nha. Hồi nãy đó là tôi cho quý vị thực tập để mai mốt quý vị ở trong hội thánh quý vị, ai quý vị cho cặp mắt họ, thấy cặp mắt họ, quý vị bắt đầu thực hành ân tứ tiên tri đến cặp họ, về trong người nào trên đường, trên phố, mắt chúng ta cảm thấy hướng về đó, chúng ta nói tiên tri, phải không ạ? Và chúng ta thấy tất cả đều đúng không ạ? Vỗ tay cao một chút đi. Rồi. Bây giờ bởi vì những người này trốn ở đằng sau, cho nên hình phạt sẽ nặng hơn. Quay qua cái người bên phía bên, hình phạt nặng hơn, nói đi, hình phạt nặng hơn, nhưng mà câu tiếp là phần thưởng cũng lớn hơn. Ok, vậy những người này sẽ làm gì? Những người này sẽ quay mặt lại không thấy ai cả và nói tiên tri cho người sau lưng mình. Amen chưa? Rồi, nhờ một sư xúc lên một chỗ trên tòa giảng, một số người đứng trên đó, tại mình không có chỗ, dẹp giùm tôi mới ghế này đi ha. Rồi, ở dưới này còn số người, chúng ta quay mặt lên vô. Rồi chúng ta quay mặt vô vách, ghi nhọt vô vách giùm tôi. Rồi, không ai thấy, sát vách, sát vô vách luôn, cách xa nhau, tìm khoảng cách xa nhau. Dạ, cách xa nhau. Rồi, cách xa thưa ra. Rồi, thưa ra để người ta, những ai mà nãy giờ cách thưa ra. Rồi, cái những người này đứng ra một hàng dài ra, ok, vây mặt vào trong vách luôn, để cho lên, cách xa nhau một chút xíu. Rồi, những ai dưới nghe kỹ nha, ai nãy giờ chưa nhận được lời tiên tri nào cả, những ai nói được rồi thì không sao, những ai chưa nhận được lời tiên tri, xin mời lên, nhanh chóng lên để có kịp nha. Rồi, lên đi lên, để được đặt tay để nói tiên tri cho mình. Ai chưa nhận lời tiên tri lên trên, chưa nhận nha, lên trên. Chú ý lắng nghe kỹ nha, để tôi hướng dẫn rồi xong rồi hãy làm, đừng có giỏi đến đặt tay cho người kia để người kia biết mình là ai. Không được nhìn vô sau lưng, dây mặt vô, nhắm mắt lại. Rồi, đặt tay lên cái người sau lưng. Rồi, đây còn một người nữa chưa? Rồi, bên đây còn một người nữa chưa?
Rồi. Đừng nhìn qua, đừng nhìn qua. Rồi để tay nhẹ trên vai người kia. Rồi. Rồi, tôi sẽ cầu nguyện cho những người này. Cha, con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ sức dầu cho những người này, và con khai phóng sự mặc khải tiên tri cho họ hôm nay, và ân tứ tiên tri, sự sức dầu tiên tri sẽ không rời khỏi đời sống những người này trong danh của Chúa. Bắt đầu họ sẽ nói tiên tri và sự mặc khải của Chúa sẽ đến cho đời sống của họ bắt đầu giây phút này. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Thánh Linh tuôn đổ, tuôn đổ, tuôn đổ, tuôn đổ như này trong danh của Chúa. Rồi những ai chúng ta có được là tiên tri rồi, được đặt tay rồi có là tiên tri, bắt đầu nói trong danh của Chúa sức dầu tiên tri như này, sức dầu tiên tri như này trong danh của Chúa, sức dầu tiên tri như này trong danh Chúa. Hallelujah. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Hallelujah. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Hallelujah. Sức dầu để họ nói tiên tri. Hallelujah. Đến sự gây dựng khích lệ và an ủi, cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Christ. Amen. Rồi chúng ta kê những người phía sau, kê gần cái người trước để người khác nói mình nghe, còn xa quá sẽ không nghe. Những người phía sau kê gần cái người phía trước để người phía trước nói gì mình nghe. Rồi mấy người phía trước bắt đầu nói, đừng nhìn lại phía sau, đừng nhìn phía sau. Ok. Rồi bắt đầu nói đi. Cho dưới giơ tay lên hướng về người trên cầu nguyện. Sức dầu như này chưa? Sức dầu như này. Sức dầu như này trong danh của Chúa. Cảm ơn Chúa, sức dầu như này. Ai nói tiên tri rồi quay mặt ra nhìn người sau lưng của mình. Ai nói xong rồi quay mặt lại. Hỏi người đúng không? Hỏi người đúng không? Rồi. Quay lại, ai nói xong rồi quay lại. Nhìn ra, hỏi người kia nói đúng không? Hỏi đúng không? Rồi, quay lại. Cảm ơn Chúa. Quay lại chưa? Rồi. Ok, chúng ta sẽ cầu nguyện ngắn cho cái người mà lời tiên tri mà nãy mình nói, nó cầu nguyện cho người đó. Cũng nhân danh Chúa chúc phước cho lời này được hình thành cho người này. Dân dân Chúa khai phóng lời tiên tri được hình thành. Amen. Cảm ơn Chúa. Ok. À, chưa, những người này xong chưa? Xong chưa em? Có gì chưa? Chúc cho gì chưa? Ok. Chúc sức dầu cho em như này. Chúc sức dầu cho em. Em phải chúc phước cầu nguyện nhân danh Chúa, cầu nguyện chúc phước cho người đó. Em không nói, em không ra. Em phải nói một vài điều đó Chúa mới cho. Ok. Anh nói được, nhân danh Chúa chúc phước. Còn im lặng là không có đâu. Ok, rồi. Những người ở hàng dưới này, ai là người mà thấy mình lời đang tiên tri cho mình đúng không? Giơ tay lên cho tôi. Rồi, giơ tay đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa ha. Dạ đúng không? Ok. Nào, câu hỏi tôi hỏi rằng á, cái người đằng trước có biết người sau lại không? Không. Tại sao quý vị nói tiên tri đúng? Thánh Linh chưa biết. Cái gì của người phía sau mình không biết người đó là ai, nhưng mà Thánh Linh của Chúa biết, Ngài bày tỏ chúng ta. Cho nên khi chúng ta khởi sự kích hoạt, chúng ta bởi đức tin, chúng ta bước ra một bước và chúng ta bắt đầu nói, thì Chúa cho lời của Chúa trong miệng của chúng ta. Amen không? Thấy dễ chưa? Rồi, mấy người này bắt đầu đi về, mọi người phía trên đi về, mấy người này còn cỡ thai nữa. Ok, rồi, ở phía trước, phía sau đúng không à? Dạ, đúng à, cao một chút ha. Rồi. Mấy sao đứng lại. À, có hai người này thì hơi chưa sức dầu cho em. Rồi. Có gì? Sao con thấy đau nửa cái đầu á, không thấy gì mà thấy đau đâu. Đau đầu hả? Ok. Thấy đau nửa đầu. À, người sau có đau đầu không? Gì hả? Ok, không sao. Rồi. Ok, quay ra đi, không sao đâu, tập. Rồi, em có gì không? Rồi quay lại nhìn sao nè. Ok. Rồi cầu nguyện chúc phước cho họ thôi. Nhìn Chúa chúc phước cho ông. Rồi. Rồi. Rồi dây mặt lại lần nữa, thực tập.
không sao đâu, đừng có mình không có gì phải một xưa đó có quy chăng gì thôi, không nghi ngạc quay đầu đừng trốn. Ok rồi, ai ở đằng sau mà chưa nhận được lời tiên tri nào mời lên cầu nguyện trong cái mới, và Chúa ơi xin cho con lời tiên tri, con không biết người sau là người thế nào nhưng con tin rằng Chúa có gì dành cho họ, xin Chúa dùng con. Ok. Rồi lên. Người ăn sao phải cầu nguyện cho người trước chứ không chỉ im lặng không. Người ăn sao cầu nguyện Chúa ơi ngài có gì dành cho con. Còn đây một người nữa, ai lên không? Cầu nguyện Chúa, ngài muốn nói gì cho con qua người này, kê cái đầu chúng ta khác với người kia để mới nghe được. Kê sát vô, để tay lên vai. Để tay lên vai nhẹ lên. Kê sát lỗ tai vô mới nghe. Rồi người phía trước nó lớn lên rồi sao mới nghe. Chưa có gì hãy cho câu thánh nào đó, bất cứ câu thánh nào mà Chúa đặt lòng chúng ta hãy nói câu thánh đó ra. Rồi đứng chờ xíu rồi ở sau này xong chưa quay lại rồi ở trên, ai chúng ta đúng đâu giơ tay lên, ta cái người nào trên đúng đâu giơ tay lên cho tôi. Rồi cảm ơn Chúa, cảm đúng không? Dạ ok, không sao, chúc cầu chúc phước cô không sao hết. Ok rồi đúng không? Ok rồi, những người đó đi xuống. Dạ cảm ơn Chúa. Rồi đây đúng không? Dạ đúng không cô? Dạ ok rồi. Rồi đúng không? Đúng không? Dạ đúng không? Rồi ok đúng không? À cảm ơn Chúa, lần nhất chưa được, lần gì chắc chắn được. Ok rồi. Rồi đúng rồi, đúng không? Đây đúng không? Dạ đúng ha. Rồi cảm ơn Chúa ha. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Dạ. Rồi đây đúng không? Dạ ok rồi. Đúng không cô? Đúng. Rồi ok. Rồi chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa ha. Rồi. Sao rồi chúng ta có trở về. Được rồi. Dạ xin trở về. Sao? Đúng không? Dạ chưa gõ ha. Ok không sao đâu. Dạ. Dạ con. Ồ, con xin nói với Ngọc Sư Hồi Thánh, thì trước kia con cũng có nhiều nỗi khổ, chứ con thời gian qua con cũng bệnh mà con cũng đi nhiều nơi nhiều chỗ mà con không hết, thì sao mẹ con mới về gì con mới trách con nói đó. Sao mẹ theo thôi mà đạo mẹ phản bỏ cha bỏ mẹ quá ông có bà, con mới nói đó thôi, chuyện thông cảm cho con đi. Không phải rồi, con ngồi lạnh cha mẹ gì mà con, cái bệnh của con đó, không có hết được. Mình nay con đi, con nhờ Ngọc Sư đó. Mà cái nỗi khổ của con đó, con không có còn đè nặng trong lòng con nữa. Thôi con nhìn hết, cảm ơn Ngọc Sư. Sao là tiên tri nói với cô đúng không? Hoặc sau khi nói xong, cô nghe xong, cô thấy thế nào? Vui hả? Ok, cảm ơn Chúa. Nước mắt cùng sự vui mừng. Vỗ tay cảm ơn Chúa. Amen. À, tôi về đây. Nào. Như tôi đã chia sẻ chúng ta đầu tiên,
Chúa muốn nói chuyện với ta và Ngài muốn rất muốn nói chuyện với chúng ta. Amen chưa? Và Chúa rất muốn nói chuyện với người khác qua chúng ta nữa. Đó tại sao Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa dùng ân tứ tiên tri dùng để gây dựng, khích lệ, an ủi người khác. Đúng không ạ? Cho nên bắt đầu ngày hôm nay, vỗ vai của mình, tôi là tiếng nói cho anh chị, tôi là tiếng nói cho người xung quanh. Tôi là tiếng nói của Chúa cho anh chị, tôi là tiếng nói cho người khác xung quanh. Amen ha. Rồi, cảm ơn Chúa. Nào, bắt đầu vỗ vai người kia mạnh lên. Bắt đầu hôm nay đã hãy nói tiếng nói của Chúa cho người khác. Amen. Hallelujah. Đứng lên vỗ tay cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện. Dạ. Tôi xin mời bà mục sư lên cầu nguyện. Chúng ta hãy ý tôi cầu xin được cầu nguyện. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Thần linh của Chúa ơi, chúng con vâng phục Ngài hoàn toàn. Cũng đầu phục Chúa bởi vì tất cả những đã lùng Chúa dành cho chúng con. Một đặc ân mà chúng con tưởng rằng chúng con không bao giờ làm được, chúng không bao giờ có được, đó là ân chúng con sẽ thực hiện ân tiên tri. Và cảm ơn Chúa Ngài đầy sử dụng đầy tớ của Chúa là một Trương Hoài Phong. Đầy ơn của Chúa chuyển tải cho chúng con sứ điệp này. Và tạ ơn Chúa vì sứ điệp được thực hành một cách rất là tốt trong ơn yêu thương của Chúa. Ông chúc phước cho hết thảy con dân của Chúa, những người có mặt trong khóa học này, tất cả đều nói ra lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Nói những lời gây dựng hội thánh của Chúa, gây dựng những người đang đau khổ, những người đang ở trong hoàn cảnh rất là bi đát trong cuộc đời. Thì Cha ơi, chính chúng con là tiếng nói của Chúa đến với anh em của chúng con. Con sẽ thể hiện tình yêu của Chúa qua lời nói của chúng con, qua lời tiên tri mà Chúa đặt trên miệng của chúng con. Xin nghe cho con sửa soạn một tấm lòng. Một tấm lòng để Chúa Ngài hài lòng, Ngài ban cho con ân tứ ngày càng phát triển nhiều hơn. Xin ơn tiên tri của Ngài đổ đầy trên chúng con, đổ đầy trên hết thảy chúng con ngày càng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa Chúa ơi. Chúng con cầu xin Thánh Linh Ngài ở với hết thảy chúng con, Ngài đáp đậu trong tấm lòng của mọi chúng con, để chúng con làm tất cả mọi sự vì vinh hiển của Chúa Trời mà chúng con làm. Chúng con tạ ơn Chúa, ban cho một sự đầy ơn của Ngài, một sự nhận nhiều phước của Chúa nhiều hơn nữa, ơn nhiều hơn nữa, và sẽ có nhiều người được sử dụng ơn tiên tri này để gây dựng hội thánh của Chúa. Ban cho ông đầy ơn của Chúa, để ông đi nơi đâu thì sự phước Chúa đến ở tại nơi đó, ông đi nơi đâu thì ơn tứ được gây dựng ở tại nơi đó, và sẽ ở cùng ông, ở cùng bè. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tạ ơn Chúa buổi chiều rất là tốt lành. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Ok, tôi phải nói một lời thành thật rất là nói. Tôi huấn luyện nhiều nơi, nhưng mà ở đây tôi thấy xác suất cao nhất. Vỗ dài cho mình, giỏi quá, cảm ơn Chúa. Amen. Rồi, nhưng chưa hết. Ai là những người chúng ta hồi nãy đã thực hành tiên tri đâu? Ân tứ tiên tri giơ tay lên thôi. Ai người thực hành đâu rồi, giơ tay. Ok, ngày mai quý vị phải đi nói tiên tri cho ít nhất 2 người vào sáng Chủ nhật. Amen. Bắt đầu đi vòng quanh coi cái nhà ai Chúa nói mình, bắt đầu nói cho họ ngày mai. Quay qua cái bên, tôi muốn nói nghe nói tiên tri đó nha. Nhưng mà hãy nói cho những người không có mặt ở đây. Amen. Bởi những người ở đây đã được gây dựng rồi, những người kia chưa được gây dựng, hãy đến nói cho họ. Mai mốt tôi huấn luyện gì họ xách xe chạy lên đây. Cảm ơn Chúa. Cho tôi bắt chước một sư Phong tí xíu nha. Tất cả quý vị hãy nói là đặt tay trên vai của người bên cạnh nói rằng hãy nhớ ngày mai đi nhà thờ nha. Câu thứ hai, hãy nhớ rủ người khác đi nhà thờ với nha. Được chưa? Amen. Chúng ta nghỉ ở đây. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.